Đại Y Vô Cương, Hứa Thuần Lương. Tập 83. Hứa Thuần Lương cấp Hoa Trục Nguyệt gọi điện thoại, làm nàng giúp chính mình cha cha Hoa Thần Lưu. Hoa Trục Nguyệt nghe xong sự tình trải qua, nhịn không được nở nụ cười, không thể tưởng được Hứa Thuần Lương cũng có bị phen đoàn vây công thời điểm, này cũng coi như được với là phá thứ nguyên, vượt giới bị hắc. Bất quá Hứa Thuần Lương nếu mở miệng, Hoa Trục Nguyệt đương nhiên sẽ toàn lực giúp hắn làm, giới giải trí minh tinh hơn phân nửa đều là thấy quang chết. Chỉ cần tưởng cha không có cha không đến hắc liêu. Hứa Thuần Lương cùng cái này ngôi sao ca nhạc xưa nay không quen biết, nguyên bản là hắn cùng áo thể trung tâm quản lý Phương tranh cãi, hiện tại mơ màng hồ đồ biến thành hắn cùng mê ca nhạc chi gian mâu thuẫn. Hứa Thuần Lương vốn dĩ vì kia quần mê ca nhạc đi vào thương ủy hội môn khẩu tụ tập nháo sự đã tới lần này sự kiện cao phong, theo cảnh sát tham gia, kia giúp mê ca nhạc hẳn là biết sợ hãi, sẽ không lại dây dưa chính mình. Nhưng là ngày hôm sau mới vừa khởi sàng liền nhận được Lục Minh điện thoại, nói cho Hứa Thuần Lương, kia giúp mê ca nhạc đã đem Hứa Thuần Lương khiếu nại tới rồi nhiều bộ môn, văn lữ cục, tin phóng làm, đường dây nóng điện thoại 12.345 đều bị mê ca nhạc cấp đánh bạo. Nguyên nhân gây ra là tối hôm qua Hứa Thuần Lương cùng Tề Minh Học nói chuyện phiếm chụp hình bị công bố ở Hoa Thần mê ca nhạc quần, cái này giống như tạc nồi, Hứa Thuần Lương một ngụm một cái tam lưu tiểu ca sĩ. Còn nói bọn họ thần tượng là tiểu minh tinh tép siêu, ca vũ trình độ còn không bằng một cái nhảy đại thần. Hứa Thuần Lương từ trên mạng nhìn đến chụp hình, một đoán chính là Tề Minh Học cái này heo đồng đội đem cùng chính mình lịch sử trò chuyện tiết lộ. Hứa Thuần Lương lập tức cấp Tề Minh Học gọi điện thoại, đổ ập xuống liền mắng lên, lão Tề, người đặc sao có phải hay không có tật xấu a? Công tác WeChat người đều cho ta chụp hình hướng ra phía ngoài công bố. Tề Minh Học kêu khổ không ngừng, Hứa chủ nhiệm, ngài đừng nóng giận. Ai u, đều là ta khuê nữ, ta ngày hôm qua về nhà nói nàng vài câu, không nghĩ tới nàng thừa dịp ta uống say đem ta di động cấp giải khóa, WeChat ký lục là nàng cấp rũ ra đi, Hứa chủ nhiệm, ta liền tính lại xuẩn ta cũng không đến nỗi bán đứng ngươi, hơn nữa ngươi là vì công tác, ta như thế nào khả năng công và tư chẳng phân biệt đâu. Hứa Thuần Lương nói, lão Tề, sự tình là ngươi khuê nữ gây ra, xét đến cùng chính là ngươi công và tư chẳng phân biệt, đơn vị sự tình ngươi về đến nhà nói bậy cái gì. Người thọc phễu người phụ trách giải quyết. Tề Minh Học nào có cái kia bản lĩnh, hắn thở dài nói, Hứa chủ nhiệm, ta đây liền đi trường học tìm ta khuê nữ, ta mang theo nàng hướng ngài tới cửa xin lỗi. Hứa Thuần Lương tâm nói nàng cho ta xin lỗi có cái dám dùng, hung hăng đem điện thoại cấp treo, liền Tề Minh Học cái kia túng dạng, nếu có thể quản khuê nữ, sự tình như thế nào khả năng nháo đến loại tình trạng này. Hứa Thuần Lương phi thường rõ ràng, chuyện này còn phải dựa vào chính mình giải quyết. Đơn vị bảo vệ trưởng khoa cho hắn đánh tới điện thoại, kiến nghị hắn hôm nay đừng đi đi làm, nhất bang mê ca nhạc sáng sớm liền đánh khẩu hiệu đi đơn vị cửa đổ hắn. Hứa Thuần Lương đảo không phải sợ này đó cuồng nhiệt mê ca nhạc vây ẩu hắn, hắn là sợ khống chế không được chính mình cảm xúc sẽ đánh người. Hứa Thuần Lương tính toán đi trước một chuyến văn lữ cục, cùng Lục Minh Hảo hảo tâm sự, người còn chưa tới văn lữ cục đâu, đơn vị lại tới điện thoại, lại là vị kia muốn tới diễn xuất Hoa Thần cho hắn đưa tới luật sư tin. Yêu cầu hắn nhằm vào chính mình không lo lời nói việc làm công khai hướng Hoa Thần đạo khiểm, bằng không liền sẽ tố chư pháp luật. Hứa Thuần Lương tâm nói ta còn nghẹn một bụng hỏa không chỗ giải đâu, người đặc sao cư nhiên chủ động đem mặt thò qua tới, một khi đã như vậy cũng đừng trách ta xuống tay xé ngươi nha, ta còn cũng không tin, ta một cái đường đường chính chính thể chế nội cán bộ còn đấu không lại ngươi một cái giới giải trí tam lưu tiểu minh tinh. Lục Minh nhìn đến Hứa Thuần Lương xe liền chạy nhanh ra tới đón chào. Hắn biết Hứa Thuần Lương hai ngày này đang ở trải qua một hồi dư luận gió lốc, vừa mới bắt đầu Lục Minh căn bản cũng không thể tưởng được sự tình sẽ phát triển đến loại tình trạng này. Hắn vốn dĩ lo lắng Hứa Thuần Lương cùng áo thể quản lý Phương phát sinh mâu thuẫn, Hứa Thuần Lương sau lại lựa chọn một sự nhịn chín sự lành cũng là bởi vì vì hắn kẹp ở trong đó duyên cớ, nhưng ai cũng không nghĩ tới nhằm vào Hứa Thuần Lương trận này dư luận gió lốc thế nhưng là mê ca nhạc khởi xướng. Hiểu biết đến chuyện này tiền căn hậu quả. Lục Minh cũng cảm thấy Hứa Thuần Lương lần này bị nhằm vào có chút oan uổng, Tề Minh Học thật là cái heo đồng đội, hắn khuê nữ cư nhiên thọc như thế đại một cái phễu, nghe nói Hứa Thuần Lương đã thu được Hoa Thần luật sư tin, Lục Minh phản ứng đầu tiên là tưởng hỗ trợ, hắn đưa ra có thể liên hệ một chút buổi biểu diễn ban tổ chức, lần này chỉ do hiểu lầm, hy vọng đối phương thu hồi luật sư tin. Hứa Thuần Lương nói, không cái kia tất yếu, vốn dĩ ta cũng không cảm thấy có cái gì, mê ca nhạc giữ gìn idol hình tượng có thể lý giải. Nhưng là nơi nơi khiếu nại ta, bôi đen ta, cho ta khấu thượng phá hư Đông Châu văn lữ phát triển mũ, này ta cũng không thể nhẫn. Lục Minh nở nụ cười, bọn họ nói cái gì chính là cái gì. Người đối Đông Châu văn lữ chỉ có cống hiến, điểm này ai đều không thể phủ nhận, không phải mấy cái mê ca nhạc làm ồn ào là có thể thay đổi.
audio điện tử Võ Tấn Bền. Hứa Thuần Lương nói, ngươi thiếu cho ta dở giọng quan, ta hôm nay lại đây chính là đánh với ngươi thanh tiếp đón, nếu này giúp tiểu bức nhãi con bất nhân, liền đừng trách ta bất nghĩa. Lục Minh nói, xảy ra chuyện gì, còn thật sự. Hứa Thuần Lương nói, không nói gạt ngươi, từ áo thể trung tâm kia giúp tiểu quan liêu cùng ta lật lọng bắt đầu ta liền oa một bụng hỏa, ta liền nạp buồn, Đông Châu chiêu thương như thế đại sự tình bằng cái gì phải cho một cái tiểu minh tinh tép siêu nhường đường. Lục Minh nói, nhỏ giọng điểm, họa là tự ở miệng mà ra, ngươi lần này như thế nào chọc phiền toái này liền đã quên. Hứa Thuần Lương nói, ta sợ hắn cái cầu A, có cái dạng gì thần tượng liền có cái dạng gì phen, phen không lý trí, hắn cũng đi theo cùng nhau nổi điên, khiếu nại ta, cho ta hạ luật sư hàm, còn muốn ta công khai hướng hắn xin lỗi. Lục Minh nói, lão đệ, ngươi đừng nóng giận, cái này vòng người cùng chúng ta không giống nhau, mạch não đều một cây gân không bình thường, không đáng cùng bọn họ giống nhau so đo. Ta đây liền liên hệ ban tổ chức, đem chuyện này cấp giải quyết. Hứa Thuần Lương nói, không cần phải ngươi ra mặt. Làm cho Lục Minh mặt, hắn cấp áo thể trung tâm người phụ trách Lý Đông Sơn gọi điện thoại, minh xác nói cho đối phương, bọn họ trước đó nói tốt 3 ngày ngày họp không dung sửa đổi, thương ủy sẽ lần này chiêu thương hội trọng yếu phi thường, nếu bọn họ tự tiện thay đổi ước định, áp xúc ngày họp, chính là phá hư Đông Châu chiêu thương công tác, hết thảy hậu quả từ bọn họ gánh vác. Lý Đông Sơn nghe được Hứa Thuần Lương thái độ như thế cường ngạnh cũng có chút phát hỏa, ở điện thoại chung liền ồn ào lên, Hứa chủ nhiệm, có chuyện ngươi muốn làm rõ ràng, chúng ta chi gian là không có ký tên chính thức hợp đồng, thương ủy sẽ chiêu thương công tác chúng ta toàn lực duy trì, nhưng là trận này buổi biểu diễn đối Đông Châu Văn Lữ tới nói cũng là cột mốc lịch sử đại sự kiện, là Hoàng thị đặc biệt chú ý. Hứa Thuần Lương lười đến cùng hắn vô nghĩa, đại gia Hoàng Quảng Đào tưởng áp chính mình, lão tử không ăn ngươi kia một bộ, hắn đem điện thoại treo. Lục Minh nói, chuyện này ta biết, thật là Hoàng thị chào hỏi, lần này buổi biểu diễn tổ chức phương một thêm giải trí chính là con của hắn Hoàng Văn Hải khai. Hứa Thuần Lương nói, thì tính sao, Đông Châu một tay giống như họ Uông không họ Hoàng. Lục Minh nghe hắn nói như vậy, liền biết Hứa Thuần Lương muốn ném cánh tay đại làm một hồi, trận này mê ca nhạc nhấc lên dư luận gió lốc đã hoàn toàn chọc giận Hứa Thuần Lương, làm hắn buông xuống một sự nhịn chín sự lành chi tâm. Lục Minh nói, dù sao ta khẳng định đứng ở ngươi bên này. Ta hảo hảo xét duyệt một chút bọn họ lần này diễn xuất lưu trình, nhìn xem bên trong có phải hay không có cái gì bại lộ. Hứa Thuần Lương vỗ vỗ Lục Minh bả vai, Minh ca, hảo ý của ngươi ta tâm lãnh, chuyện này ngươi tốt nhất đừng đi theo trộn lẫn, ta có biện pháp đối phó bọn họ. Hứa Thuần Lương tưởng cùng Uông Kiến Minh thấy một mặt, trước tiên tìm Tần Chính Dương hỏi thăm một chút tình huống, Uông Kiến Minh buổi sáng 11 giờ sau hẳn là có rảnh, Hứa Thuần Lương đánh hội báo công tác danh nghĩa cấp Uông Kiến Minh đã phát tin tức. Uông Kiến Minh làm Hứa Thuần Lương trực tiếp lại đây, hắn vừa vặn có việc tìm Hứa Thuần Lương nói. Hứa Thuần Lương tiến vào Uông Kiến Minh văn phòng trước tiên kiến tới rồi Tần Chính Dương nói cho hắn Uông thư ký hôm nay tâm tình giống nhau, làm hắn nói chuyện chú ý điểm. Tần Chính Dương cũng nghe nói Hứa Thuần Lương gần nhất bị mê ca nhạc nơi nơi khiếu nại sự tình, hắn cũng không lo lắng tế hỏi, tính toán chờ Hứa Thuần Lương gặp qua Uông thư ký lại nói. Hứa Thuần Lương đi theo Tần Chính Dương tiến vào văn phòng. Uông Kiến Minh đài đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, tới, trước ngồi, ta đem này 2 phần văn kiện phê, Chính Dương, ngươi đợi chút giúp ta lấy ra đi. Tần Chính Dương ý bảo Hứa Thuần Lương trước ngồi, cho hắn phao ly trà. Uông Kiến Minh thiêm xong văn kiện đưa cho Tần Chính Dương rời đi thời điểm đem văn phòng cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Uông Kiến Minh nhìn Hứa Thuần Lương, hoàn thành khảo sát còn thuận lợi sao? Hứa Thuần Lương gật gật đầu nói, hết thảy thuận lợi. Uông Kiến Minh nói, ta như thế nào nghe nói có người đi không từ giã, trên đường đương đào binh. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, ta đích xác trước tiên đã trở lại 2 ngày, bất quá ta không phải đương đào binh, ta là trước tiên trở về chuẩn bị chiêu thương đại hội sự tình. Trong lòng nổi lên nói thầm, khảo sát trong đoàn khẳng định có Uông Kiến Minh người, thời khắc nhìn chằm chằm chính mình, một có tình huống liền hướng hắn hội báo, vạn nhất chính mình cùng Mai Như Tuyết sự tình bị người nhìn đến liền phiền toái. Uông Kiến Minh gật gật đầu. Hành A, đối đãi công tác thái độ vẫn là man nghiêm túc. Hứa Thuần Lương nói, Uông thư ký giao cho ta sự tình ta khẳng định phải làm thành hạng nhất đại sự tới làm, không thể cô phụ ngài đối ta kỳ vọng. Uông Kiến Minh nói, Mai Như Tuyết giống như cũng tùy đoàn đi hoàn thành khảo sát đi. Hứa Thuần Lương nói, ta cũng là ở sân bay mới biết được chuyện này, bất quá quang địch cái này hạng mục khá tốt, nàng cũng ở tích cực tranh thủ, hy vọng cái này hạng mục có thể lạc hộ Tân Hồ khu mới. Uông Kiến Minh nói, cái này hạng mục là ngươi hướng nàng đề cử đi. Hứa Thuần Lương cười cười,
có chuyện này nhi, ta là cảm thấy Quang Địch cái này hạng mục phù hợp Tân Hồ khu mới phát triển phương hướng. Uông Kiến Minh nói, các ngươi lén liên hệ rất nhiều a. Hứa Thuần Lương nghe ra hàn ý ngoài lời, giải thích nói, đều là công tác thượng sự tình, Uông thư ký yên tâm, ta biết hẳn là như thế nào làm. Uông Kiến Minh nói, vốn dĩ các ngươi người trẻ tuổi sự tình ta là không có quyền hỏi đến, nhưng có chuyện ta tưởng ngươi hẳn là biết, Mai Như Tuyết cùng Uông Kiến Thành đã hủy bỏ hôn ước. Hứa Thuần Lương đương nhiên rõ ràng chuyện này, chính là hắn một tay thúc đẩy, Uông Chính Đạo lại không phải cái ngốc tử, biết chân tướng lúc sau, khẳng định sẽ ở trước tiên đem hôn ước giải trừ. Bất quá Uông Chính Đạo không có khả năng đem chân tướng công trừ với chúng, chẳng lẽ Uông Kiến Minh hoài nghi là chính mình từ giữa làm khó dễ dẫn tới Mai Như Tuyết cùng Uông Kiến Thành lại lần nữa giải trừ hôn ước. Đại ý, dẫn lửa thiêu thân. Hứa Thuần Lương nói, ngài không nói ta thật đúng là không biết. Uông Kiến Minh nói, kỳ thật cảm tình loại chuyện này không thể cưỡng cầu, Kiến Thành tình huống hiện tại cũng không thích hợp kết hôn. Hứa Thuần Lương nói, Uông thư ký, đó là bọn họ chính mình sự tình, chúng ta cũng đừng đi theo nhọc lòng. Uông Kiến Minh nhìn Hứa Thuần Lương liếc mắt một cái, đúng vậy, người ngoài nhọc lòng cũng vô dụng. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, nếu không ta còn là hướng ngài hội báo một chút công tác. Uông Kiến Minh nói, người ở hoàn thành trong lúc cùng Mai Như Tuyết ở tại cách vách đi. Hứa Thuần Lương sửng sốt một chút, Uông Kiến rõ ràng nhiên không tính toán như vậy kết thúc cái này đề tài, Hứa Thuần Lương ý thức được có điểm phiền toái, chẳng lẽ ở hoàn thành có người theo dõi chính mình. Kỳ thật hắn cùng Mai Như Tuyết ở tại cách vách cũng không phải bí mật, nhưng là hắn thông qua ban công bỏ đến Mai Như Tuyết trong phòng làm được phi thường ẩn nấp, hẳn là không ai phát hiện, Uông Kiến Minh phỏng chừng cũng là cố ý nói ra thử chính mình phản ứng. Hứa Thuần Lương cười nói, Uông thư ký nhắc nhở đối, về sau ta sẽ chú ý bảo trì khoảng cách. Uông Kiến Minh nói, công tác phải hảo hảo công tác, không cần đánh công tác cờ hiệu dở trò, ta ý tứ ngươi minh bạch đi. Hứa Thuần Lương gật gật đầu, phân biệt cũng vô dụng, Uông Kiến Minh trong tay khẳng định có chứng cứ, không giáp mặt lượng ra tới đã thực cho hắn mặt mũi, cái này có điểm phiền toái, Uông Kiến Minh khẳng định đem hắn xem thành một cái trộm hương trộm ngọc đăng đột tử, chuyện này liên quan đến bọn họ lão Uông gia thể diện, Uông Kiến Minh đem Mai Như Tuyết cùng Uông Kiến Thành hôn ước tan biến này bút chướng tính ở hắn trên đầu. Uông Kiến Minh nói, hiện tại ngươi có thể nói chuyện công tác. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, Hứa Thuần Lương cũng không hảo đem tới mục đích nói ra, liền tính nói ra, Uông Kiến Minh chỉ sợ cũng sẽ không vì hắn xuất đầu, nhân ra nhận vi Hứa Thuần Lương đem hắn huynh đệ cấp tái rồi, trong khoảng thời gian ngắn làm Uông Kiến Minh vì chính mình xuất đầu khả năng tính không lớn. Hứa Thuần Lương tỏ vẻ chính là hoàn thành sự tình hết thảy thuận lợi, không chuyện khác. Nếu không có chuyện khác, Uông Kiến Minh cũng không có tiếp tục cùng Hứa Thuần Lương nói đi xuống hứng thú. Hứa Thuần Lương cáo từ rời đi, Tần Chính Dương đem Hứa Thuần Lương gọi vào chính mình văn phòng, dò hỏi hắn cùng Uông Kiến Minh gặp mặt tình huống. Hứa Thuần Lương thở dài nói, Uông Kiến Thành cùng Mai Như Tuyết hôn ước hủy bỏ, Uông thư ký nhận vi là ta ở bên trong khởi tới rồi một ít không tốt tác dụng. Tần Chính Dương nói, khó trách ta cảm thấy Uông thư ký tâm tình không hảo đâu, tiểu tử ngươi cũng là, ta không phải nhắc nhở quá ngươi sao, nhất định phải cùng Mai Như Tuyết bảo trì khoảng cách, ngươi như thế nào liền không nghe đâu. Hứa Thuần Lương nói, ta bảo trì khoảng cách a, nhưng ai có thể nghĩ đến nàng cũng tham gia lần này hoàn thành khảo sát, ta quản được trụ chính mình nhưng là ta quản không được người khác nói xấu a. Hứa Thuần Lương nói dối cũng không đỏ mặt. Tần Chính Dương nói, gặp được loại chuyện này, Uông gia khẳng định cảm thấy mặt mũi không ánh sáng, Uông thư ký có chút cảm xúc cũng không thể tránh được. Hứa Thuần Lương nói, ta quá oan, hắn trong lòng phi thường rõ ràng, chính mình một chút đều không oan. Tần Chính Dương nói, đúng rồi, gần nhất có giúp mê ca nhạc nơi nơi khiếu nại ngươi, sự tình nháo đến không nhỏ. Hứa Thuần Lương nói, ta hôm nay chính là vì chuyện này lại đây. Uông thư ký như thế nào nói, ta không mặt mũi cùng hắn đề. Tần Chính Dương thở dài, cũng có thể nghĩ đến nguyên nhân trong đó, Uông Kiến Minh đang ở nổi nóng, Hứa Thuần Lương lúc này tìm hắn hỗ trợ phỏng chừng cũng sẽ không ra tay. Tần Chính Dương nói, nếu không tìm ban tổ chức câu thông một chút, ngàn vạn đừng đem mâu thuẫn tiếp tục trở nên gay gắt. Ngươi là không hiểu biết hiện tại fan đoàn thể lợi hại, vì giữ gìn thần tượng nhiều điên cuồng sự tình đều làm được. Hứa Thuần Lương nói, lòng ta hiểu rõ. Tần Chính Dương cũng không hảo tiếp tục nói cái gì, chờ Hứa Thuần Lương rời đi, Uông Kiến Minh lại đem hắn cấp kêu qua đi, nhân vì biết Uông Kiến Minh hiện tại đối Hứa Thuần Lương khó chịu, Tần Chính Dương tự nhiên cũng nhiều vài phần thấp thỏm, cửa thành bốc cháy vạ lây cá trong ao, chính mình chính là Hứa Thuần Lương đề cử cấp Uông Kiến Minh, nếu Uông thư ký nhân vì lần này sự tình giận chó đánh mèo với Hứa Thuần Lương, phỏng chừng chính mình nhật tử cũng sẽ không hảo quá.
Còn hảo Uông Kiến Minh không hỏi hắn cùng Hứa Thuần Lương tương quan sự tình, chủ yếu là dò hỏi một chút Nhạc Tinh tập đoàn bên kia tình hình gần đây. Tần Chính Dương đem chính mình hiểu biết đến một ít về Lý Phát Nguyên tư liệu giao cho Uông Kiến Minh, người này ở Đông Châu trong lúc thân phận là Thanh Sơn Quảng Tổng Kỹ Sư, phụ trách giếng mỏ thiết kế cùng xây dựng, nghiêm khắc tới nói không tính là nhị quỷ tử, khá vậy không tính là kháng Nhật liệt sĩ. Uông Kiến Minh châm trước một chút, đối chuyện này làm ra phê chỉ thị, có thể cấp Lý Phát Nguyên kiến mộ lập bia, nhưng là quy mô không thể quá lớn, không thể xây dựng kỷ niệm quán, này cũng coi như là hắn cấp Nhạc Tinh tập đoàn làm một bước nhỏ. Tần Chính Dương vốn dĩ vì Uông thư ký sẽ kiên trì không nhượng bộ, bất quá Trung Hàn sản nghiệp viên sự tình tổng không thể trước sau rằng co, làm cho bọn họ xây dựng cái tiểu mộ viên cũng không có gì. Rốt cuộc Lý Phát Nguyên chết ở Thanh Sơn khu vực khai thác mỏ, người trong nhà cho hắn kiến một tòa mộ chôn di vật đạo lý thượng cũng nói được qua đi. Uông Kiến Minh còn không có công đạo xong sự tình, hắn thúc thúc Uông Chính Đạo lại đây bái phỏng. Uông Kiến Minh làm Tần Chính Dương đem thúc thúc mời vào tới. Uông Chính Đạo gần nhất rõ ràng già nua rất nhiều. Uông Kiến Minh lấy vi thúc thúc là bởi vì vi đường đệ Uông Kiến Thành sự tình, đầu tiên là tai nạn xe cộ, hiện tại cùng Mai Như Tuyết hôn sự lại xuất hiện phản phúc, thúc thúc người này phi thường hào cường, mặt mũi xem đến so thiên đại, lần này lại đây không biết vì cái gì. Uông Chính Đạo ngồi xuống lúc sau, đem chính mình chén trà đưa cho Tần Chính Dương giúp hắn tục thượng nước ấm, lui đi ra ngoài. Uông Kiến Minh cười nói, thúc thúc, ngày hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Có chuyện gọi điện thoại chính là... Uông Chính Đạo có vẻ có chút không vui, ta chậm trễ ngươi công tác. Uông Kiến Minh lắc lắc đầu, không có, ta là cảm thấy ngày hai ngày này vội kiến thành sự tình, còn muốn bồi ra ra. Uông Chính Đạo cầm lấy chén trà uống ngụm trà, Kiến Minh, Kiến Thành cùng Tiểu Tuyết hôn sự hủy bỏ. Uông Kiến Minh gật gật đầu nói, ta nghe nói. Uông Chính Đạo thở dài nói, là ta nói ra, nghĩ tới nghĩ lui, không nên làm lão gia tử khó làm, hơn nữa dưa hái xanh không ngọt. Uông Kiến Minh trong lòng thầm nghĩ, thúc thúc sẽ không duyên cớ hủy bỏ trận này định ra tới việc hôn nhân, hẳn là nghe nói Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết còn tại trộm lui tới sự tình, cho nên kịp thời ngăn tổn hại, cấp Uông, Kiều hai nhà lưu cái cuối cùng thể diện. Uông Kiến Minh nói, thúc thúc, như vậy đảo cũng không mất vì sáng suốt cử chỉ, kỳ thật Kiến Thành thích cũng không phải Mai Như Tuyết. Uông người nhà đối Uông Kiến Thành sự tình đều phi thường rõ ràng. Uông Chính Đạo nội tâm ẩn ẩn làm đau, cho tới bây giờ hắn còn ở phía sau sợ. Nếu không phải Hứa Thuần Lương thời khắc mấu chốt nói minh chân tướng, hắn khẳng định chế tạo một cái thiên đại chê cười, nào còn có mặt mũi sống ở trên thế giới này. Kiến Minh, ta hôm nay lại đây tìm ngươi, là trước tiên đánh với ngươi thanh thiếp đón, làm ngươi có cái chuẩn bị tâm lý, ta sẽ rời khỏi Trung Hàn sản nghiệp viên hạng mục. Cái gì, này tin tức đối Uông Kiến Minh tới nói có chút ngoài ý muốn, đối thúc thúc tới nói, Trung Hàn sản nghiệp viên là cái cao hồi báo hạng mục. Này trong đó nhiều ít cũng lợi dụng chính mình ở Đông Châu địa vị làm vi ẩn hình tư bản, trước đây Uông Kiến Minh đối này liền rất có phê bình kín đáo, nhưng là thúc thúc người này một khi làm ra quyết định liền sẽ không dễ dàng thay đổi, không thể tưởng được hắn cư nhiên muốn chủ động rút khỏi, này đối Uông Kiến Minh mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Uông Chính Đạo thở dài nói, vừa mới bắt đầu thời điểm ta chỉ nghĩ giúp ngươi kéo điểm đầu tư, vì ngươi chiến tích góp một viên gạch, nhưng hiện tại ngẫm lại, chỉ là ta một bên tình nguyện thôi. Trong khoảng thời gian này Trung Hàn sản nghiệp viên xuất hiện vấn đề làm ta ý thức được không thể như vậy tiếp tục đi xuống, bằng không ta tồn tại chỉ biết thành vi ngươi trói buộc. Uông Kiến Minh mỉm cười nói, thúc thúc, ngài sợ hãi ta làm không được công tư phân minh. Uông Chính Đạo lắc lắc đầu, rất nhiều thời điểm, có một số người có một số việc liền sẽ biến thành một phen kiếm hai lưỡi, người tưởng giúp người khác thời điểm nói không chừng khởi đến chính là mặt trái tác dụng. Uông Kiến Minh nói, vô luận như thế nào, ta đều tôn trọng ngài lựa chọn. Hắn đánh đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, nếu nhị thúc rời khỏi Trung Hàn sản nghiệp viên hạng mục, như vậy hắn về sau đối mặt Nhạc Tinh tập đoàn sẽ càng thêm thành thạo, kỳ thật hắn phi thường rõ ràng, nhị thúc sở dĩ lựa chọn rời khỏi cùng gia gia cho hắn áp lực có quan hệ. Tuy rằng Kiến Thành cùng Tiểu Tuyết hôn ước hủy bỏ, nhưng là ta không hy vọng ngươi nhân vì chuyện này đối Tiểu Tuyết sinh ra bất luận cái gì cái nhìn, ngàn vạn không cần bị thương chúng ta hai nhà hòa khí. Uông Kiến Minh nở nụ cười, thúc thúc, ngươi chỉ lo yên tâm. Đúng rồi, lần này Kiến Thành sự tình Hứa Thuần Lương cho không ít trợ giúp, con người của ta từ trước đến nay ân oán phân minh, cũng không thích thiếu người nhân tình, ngươi về sau có cơ hội nhiều dìu dắt hắn. Uông Kiến Minh lần nữa ngây ngẩn cả người, thúc thúc cư nhiên vì Hứa Thuần Lương nói chuyện. Chẳng lẽ Uông Kiến Thành cùng Mai Như Tuyết hôn sự hủy bỏ cùng Hứa Thuần Lương không có bất luận cái gì quan hệ? Uông Kiến Minh gật gật đầu nói, hắn bản thân chính là ta đề bạt lên cán bộ, điểm này thượng ngài chỉ lo yên tâm. Hứa Thuần Lương lái xe trở lại thương ủy hội môn khẩu,
xa xa liền nhìn đến một quần phen đánh khẩu hiệu tụ tập ở cửa, Hứa Thuần Lương cũng không có lập tức hướng bên trong xông vào. Trước hướng văn phòng gọi điện thoại, ngoài ý muốn nghe nói Tề Minh Học đã nhân bệnh nằm viện, sớm không sinh bệnh vãn không sinh bệnh, cố tình lựa chọn lúc này, không cần hỏi khẳng định là tìm lý do tránh né nổi bật, Hứa Thuần Lương thầm mắng Tề Minh Học, sự tình đều là hắn cấp gây ra, hiện tại đương rùa đen rút đầu. Hứa Thuần Lương cũng không tính toán lúc này về đơn vị đối mặt kia giúp điên cuồng phen vây truy chặn đường, vạn nhất chính mình áp không được cây đuốc này quần phen tấu một đốn, sự tình liền nháo đến lớn hơn nữa. Bắn người trước hết phải bắn ngựa, bắt giặc bắt vua trước, hắn hiện tại liền chờ Hoa Trục Nguyệt bên kia tin tức. Hứa Thuần Lương cùng Lâm Diệu Minh chào hỏi, hiện tại dưới loại tình huống này chính mình không thích hợp về đơn vị. Lâm Diệu Minh cũng không nghĩ hắn trở về, tình thế đã làm đến như thế nghiêm trọng, Hứa Thuần Lương trở về không những giải quyết không được vấn đề, ngược lại sẽ lửa cháy đổ thêm dầu. Hứa Thuần Lương chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi, trên đường nhận được áo thể trung tâm quản lý chỗ người phụ trách Lý Đông Sơn điện thoại. Lý Đông Sơn nói cho hắn vừa mới nhận được thượng cấp bộ môn thông chi, nhân vi hoa thần buổi biểu diễn vé vào cửa tiêu thụ không còn, suy xét đến 3 ngày gặp phải áp lực, cho nên yêu cầu bọn họ trước tiên 2 ngày tiến hành an toàn đại kiểm tra, nói cách khác nguyên bản định ra tới chiêu thương hội cần thiết muốn sửa đổi địa điểm. Hứa Thuần Lương vừa nghe liền phát hỏa, này căn bản chính là làm trầm trọng thêm, muốn đem bọn họ chiêu thương hội hoàn toàn đuổi ra áo thể. Hứa Thuần Lương nói, ngươi cái gì ý tứ? Buổi biểu diễn quan trọng. Chúng ta chiêu thương hội liền không quan trọng. Bằng cái gì muốn hy sinh chúng ta thời gian vì bọn họ mở đường. Lý Đông Sơn một bộ không có sợ hãi bộ dáng, Hứa chủ nhiệm, chuyện này cũng thật cùng chúng ta không quan hệ, là thượng cấp bộ môn quyết định, 3 ngày buổi biểu diễn vé vào cửa đã tiêu thụ không còn, đến lúc đó cả nước các nơi mê ca nhạc đều sẽ đi vào Đông Châu, phen lực lượng ngươi hẳn là có điều nghe thấy, cần thiết tăng mạnh an toàn quản lý, để tránh xuất hiện ngoài ý muốn. Hứa Thuần Lương nói, ta phía trước cùng ngươi như thế nào nói đến? Chúng ta chiêu thương hội là đại biểu Đông Châu. Lý Đông Sơn cười nói, Hứa chủ nhiệm, ngài đừng hù ta, các ngươi chiêu thương hội chỉ đại biểu thương ủy sẽ, cùng thành phố không quan hệ. Hứa Thuần Lương nói, Dục, ngươi đây là từ đâu ra tin tức? Lý Đông Sơn nói, Hứa chủ nhiệm, đừng động một chút liền đánh thành phố cờ hiệu tới áp chúng ta, ngươi như thế nói nếu như bị thành phố lãnh đạo biết cũng không hảo đi. Hứa Thuần Lương nói, Lý chủ nhiệm, hành A, thành phố có người A. Lý Đông Sơn nói, ai không mấy cái bằng hữu đâu, mọi người đều là thể chế người trong, cúi đầu không thấy đài đầu thấy, không cần thiết thế nào cũng phải nháo đến như vậy khó coi, người nói có phải hay không. Hứa Thuần Lương bị khí vui vẻ, Lý chủ nhiệm thật đúng là không đơn giản đâu. Lý Đông Sơn nói, ta chính là một bình thường quản lý nhân viên, phía trên hướng nơi nào chỉ ta liền đi nơi nào. Hứa Thuần Lương nói, là ta suy xét không chu toàn. Lý chủ nhiệm là chê ta quan tiểu đâu. Lý Đông Sơn cười nói, ta nhưng không ý tứ này, Hứa chủ nhiệm, tuổi trẻ có vi, khả nhân A, vẫn là đừng mũi nhọn quá lộ, nói chuyện là muốn phụ trách nhiệm, ai cũng không biết câu nào lời nói liền cho chính mình mang đến như vậy đại phiền toái, người nói có phải hay không. Hứa Thuần Lương nói đúng. Hứa Thuần Lương phi thường rõ ràng, Lý Đông Sơn không có người dựa vào là không dám đối chính mình nói ra nói như vậy. Hắn cũng không cùng Lý Đông Sơn tích cực. Phỏng chừng Lý Đông Sơn sau lưng người chính là một thêm giải trí Hoàng Văn Hải. Hứa Thuần Lương cùng Hoàng Văn Hải không có đánh quá giao tế, nguyên bản Lục Minh còn tưởng thông qua quan hệ thúc đẩy hắn cùng Hoàng Văn Hải gặp mặt, hỗ trợ bình ổn lần này mê ca nhạc phong ba, kỳ thật loại chuyện này rất đơn giản, chỉ cần thần tượng nguyện ý nói một lời, nhằm vào Hứa Thuần Lương bên này võng bạo liền đình chỉ. Dựa vào Hứa Thuần Lương ở Đông Châu thể chế nhân mạch, hắn cũng không có tiêu phí quá nhiều công phu liền tra ra áo thể trung tâm khải động an toàn kiểm tra nguyên nhân, sau lưng đẩy tay chính là Hoàng Văn Hải. Hứa Thuần Lương đối chiêu thương đại hội ngày kiên trì xúc phạm Hoàng Văn Hải ích lợi, Hoàng Văn Hải là muốn thông qua phương thức này cho hắn một cái giáo huấn, đương nhiên ở ra tay phía trước, vẫn là muốn trước làm rõ ràng một sự kiện, lần này chiêu thương đại hội ban tổ chức là ai. Lần này chiêu thương đại hội là Đông Châu Thương ủy sẽ chủ sự, Đông Châu Văn Lữ tham gia. Nếu Tân Hồ khu mới không có rời khỏi, có lẽ Hoàng Văn Hải còn muốn ước lượng một chút, nhưng trên thế giới này nào có như vậy nhiều nếu. Hứa Thuần Lương muốn đối phó người kia cũng không phải Hoàng Văn Hải, tuyệt không phải nhân vi ném chuột sợ vỡ đồ, mà là lần này sự kiện mấu chốt nhân vật không phải hắn, liền tính một cái tát chịu ở Hoàng Văn Hải trên mặt, cũng không có khả năng đem sự tình từ căn bản thượng giải quyết, Hứa Thuần Lương không ra tay tắc đã, vừa ra tay liền phải chuẩn xác mệnh chung mục tiêu. Giới giải trí nhóm người này chỉ cần tưởng tra không một cái sạch sẽ, Hoa Trục Nguyệt thực mau liền tìm tới rồi Hứa Thuần Lương yêu cầu tư liệu.
Cái kia bị xưng vi hoa thần đương hồng ngôi sao ca nhạc có bao nhiêu thứ ngủ phấn trải qua, lần này còn nắm giữ hắn mua thưởng chỉnh dung thật liêu. Hứa Thuần Lương nguyên bản chỉ là làm áo thể trung tâm dựa theo trước đó ước định thực hiện hiệp nghị, nhưng không nghĩ tới đối phương không những không mua chướng, ngược lại từng bước ép sát, thậm chí kêu gọi mê ca nhạc đối hắn tiến hành điên cuồng công kích, càng quá mức chính là cái kia ngôi sao ca nhạc còn xuất động luật sư yêu cầu Hứa Thuần Lương hướng hắn công khai xin lỗi, thậm chí không tiếc bị thẩm vấn công đường. Buổi biểu diễn ban tổ chức một thêm giải trí cũng e sợ cho thiên hạ không loạn, người phụ trách Hoàng Văn Hải lợi dụng hắn ở Đông Châu bối cảnh lấy an toàn vi từ đem thương ủy sẽ chủ sự chiêu thương hội trực tiếp từ áo thể trung tâm rửa sạch đi ra ngoài. Ẩn nhẫn hai ngày Hứa Thuần Lương ra tay chính là Vương Tạc, vào lúc ban đêm nhằm vào hoa thần mặt trái tin tức đã bị từng cái thả ra. Trừ bỏ hoa thần đoàn đội ở ngoài, nhất vì buồn bực người kia chính là một thêm giải trí Hoàng Văn Hải, vốn dĩ hắn tổ chức lần này buổi biểu diễn là tưởng đại kiếm một bút. Nhìn đến vé vào cửa tiêu thụ tình thế khả quan, cho nên cùng hoa thần đoàn đội thương thảo lúc sau, lâm thời diễn thêm một hồi, nhưng chính là bọn họ lâm thời diễn thêm một hồi, đè ép thương ủy sẽ chủ sự chiêu thương đại hội, dẫn tới chiêu thương hội từ 3 ngày biến thành 2 ngày. Hứa Thuần Lương sau khi trở về, tìm áo thể trung tâm theo lý cố gắng, áo thể trung tâm phương diện đem việc này trước tiên phản hồi cho Hoàng Văn Hải, vừa vặn lại đã xảy ra Hứa Thuần Lương công tác lịch sử trò chuyện bị cho hấp thụ ánh sáng, dẫn tới hoa thần đoàn đội yêu cầu hắn xin lỗi. Hoàng Văn Hải đều không phải là Đông Châu người địa phương, phụ thân Hoàng Quảng Đào tới Đông Châu cùng Uông Kiến Minh nhập gánh từ lúc sau, hắn mới đến Đông Châu phát triển, ở trong mắt hắn, một cái thương ủy sẽ nho nhỏ khoa cấp cán bộ phiên không dậy nổi cái gì bọt sóng, liền tính Hứa Thuần Lương có chút danh khí, nhưng ở Đông Châu trong phạm vi, trừ bỏ Uông Kiến Minh chính là hắn ba, ai không được cho hắn vài phần mặt mũi. Hoàng Văn Hải quan chú trên mạng xuất hiện Hắc Liêu, một khi hoa thần nhân Hắc Liêu bị phong sát, như vậy hắn tiêu phí đại lượng tinh lực tài lực chủ sự trận này buổi biểu diễn đem vô pháp đúng hạn cử hành, hiện tại quốc nội tương quan bộ môn phi thường nghiêm khắc, đặc biệt là đối việc xấu nghệ sĩ linh chịu đựng. Trước mắt tới nói nhằm vào hoa thần mặt trái tin tức còn chưa thả ra chứng cứ, nói cách khác còn kịp xã giao, nói như vậy đây cũng là giới giải trí thường quy thao tác, thông thường paparazzi nắm giữ mỗ vị minh tinh Hắc Liêu cùng Diêm Tư, trước dùng một ít nói một cách mơ hồ tin tức cùng mơ hồ không rõ ảnh chụp mở đường. Kỳ thật chính là trước cấp vị này minh tinh một cái cảnh cáo, nhắc nhở hắn hẳn là tiêu tiền xã giao. Nếu minh tinh đoàn đội khiến cho cũng đủ coi trọng, ở hai ngày nội khẳng định sẽ kịp thời làm ra phản ứng, nói như vậy có hai loại thủ đoạn, một là hao tiền miễn tai, nhị là tìm ngành sản xuất nội có uy vọng thực lực người đi đem rèm pha áp xuống tới, cho nên trong khoảng thời gian này lại bị xưng vi hoàng kim 48 giờ. Hoàng Văn Hải làm không rõ phương hướng, nhưng là hoa thần đoàn đội rất lợi hại. Không bao lâu liền tra ra về hoa thần rèm pha đều là tân tinh giải trí thả ra, tân tinh giải trí hậu trường là Lam Tinh tập đoàn, đừng nhìn Lam Tinh tiến vào phim ảnh vòng thời gian không dài, nhưng là ngành sản xuất địa vị rất cao, giới giải trí nội không có không rõ ràng lắm Lam Tinh tập đoàn bối cảnh, hoa lan môn thế lực đã sớm thẩm thấu giới giải trí mỗi một góc. Hoa thần đoàn đội cũng có chút mộng bức, bọn họ cùng tân tinh giải trí không thù không oán, làm không rõ ràng lắm vì cái gì tân tinh giải trí sẽ ra tay đối phó bọn họ. Thế là chạy nhanh tìm người trung gian đi điều đình, bọn họ tìm người trung gian cũng là hoa lan môn đại lão cấp nhân vật, Hà Đông tập đoàn Phan Thiên Hóa. Phan Thiên Hóa nghe nói sự tình quan Hứa Thuần Lương, lập tức minh bạch mà nói cho hoa thần ký hợp đồng công ty, chuyện này chính mình sẽ không quản. Hoa thần đoàn đội bên kia lúc này mới ý thức được tình thế nghiêm trọng tính, thế là lại liên hệ Hoàng Văn Hải, hy vọng Hoàng Văn Hải ra mặt tới dập tắt lửa. Làm vì ích lợi thể cộng đồng Hoàng Văn Hải vừa mới bắt đầu còn cảm thấy sự tình nhưng khống. Nhận vi chỉ cần đài gia phụ thân danh hào, Hứa Thuần Lương khẳng định phải cho vài phần mặt mũi. Hoàng Văn Hải tìm người muốn Hứa Thuần Lương liên hệ phương thức, trực tiếp cho hắn gọi điện thoại, đưa ra muốn thỉnh Hứa Thuần Lương ăn cơm. Hứa Thuần Lương căn bản chưa cho Hoàng Văn mặt biển tử, nói cho chính hắn chính vội với công sự, chịu không ra thời gian, Hoàng Văn Hải có cái gì sự tình có thể ở điện thoại chung nói, hoặc là trực tiếp tới thương ủy sẽ tìm hắn. Hoàng Văn Hải chạm vào cái đinh, cố nén không có phát tác. Buổi biểu diễn sự tình lửa xém lông mày, nếu phát sinh biến cố, kinh tế tổn thất là một chuyện, chỉ cần là hoa thần kia giúp mê ca nhạc đều có thể đem hắn công ty cấp hủy đi. Hoàng Văn Hải vẫn là quan trường con cháu tư duy, hắn tìm được rồi thương ủy sẽ thư ký Lâm Diệu Minh, làm Lâm Diệu Minh hỗ trợ bãi bình chuyện này. Lâm Diệu Minh không phải không nghĩ giúp, mà là thật không bổn sự này, đừng nhìn hắn là Hứa Thuần Lương lãnh đạo, nhưng Hứa Thuần Lương căn bản đối hắn không mua chướng. Kiến nghị Hoàng Văn Hải vẫn là trực tiếp tìm Hứa Thuần Lương nói chuyện. Tại đây loại trạng huống hạ, Hoàng Văn Hải chỉ có thể căng ra đầu đi Hứa Thuần Lương văn phòng. Hoàng Văn Hải tới thời điểm, Hứa Thuần Lương đang ở cùng Mai Như Tuyết thông điện thoại,
vốn dĩ vì Mai Như Tuyết nhân vì hôn ước hủy bỏ sự tình sẽ không tiếp hắn điện thoại, không nghĩ tới một tá liền thông. Mai Như Tuyết nói, ngươi còn có cái gì sự tình? Hứa Thuần Lương nói, đương nhiên là công tác thượng sự tình, ngươi cùng Quang Địch nói đến như thế nào? Mai Như Tuyết nói cho hắn hết thảy thuận lợi, Quang Địch khoa học kỹ thuật khảo sát đoàn sẽ tại Hạ Chu tới Đông Châu tiến hành thực địa khảo sát, liền trước mắt tình huống tới xem, ký hợp đồng xác suất rất lớn. Mai Như Tuyết cũng nghe nói Hứa Thuần Lương gần đây tao ngộ phiền toái, nàng cũng không có chủ động đề cập, mà là uyển chuyển đưa ra, nàng suy xét một chút, tính toán cùng thương ủy sẽ liên làm cái này chiêu thương hội. Loại này thời điểm đưa ra liên làm, rõ ràng là phải cho Hứa Thuần Lương chống lưng, đạo lý thượng cũng nói được qua đi, rốt cuộc Quang Địch ô tô là Hứa Thuần Lương giới thiệu cho nàng hạng mục, có qua có lại cũng là nhân chi thường tình. Hứa Thuần Lương đương nhiên minh bạch Mai Như Tuyết khổ tâm, cười nói, hoan nghênh chi đến. Quay đầu lại ta khiến cho bọn họ đem chuyện này tuyên truyền đi ra ngoài. Mai Như Tuyết nói, ta nghe nói chiêu thương đại hội nơi sân còn không có định đâu. Hứa Thuần Lương nói, ai nói, lần này chiêu thương đại hội liền ở Đông Châu Áo Thể Trung Tâm đúng hạn cử hành. Mai Như Tuyết biết thằng nhãi này nhận chuẩn sự tình khẳng định phải làm, cũng không nhiều lời cái gì, chỉ tỏ vẻ bên này cũng sẽ làm gánh hát thành viên làm tốt tương quan chuẩn bị công tác, gắng đạt tới đem lần này liên hợp chiêu thương làm được viên mãn thành công. Hai người ai cũng không chủ động nói cập tư nhân sự tình, kỳ thật trong lòng đã có ăn ý. Hoàng Văn Hải gõ gõ môn, đẩy cửa đi vào. Hứa Thuần Lương chưa treo lên điện thoại, vẻ mặt không vui mà nhìn cái này khách không mời mà đến, không chút khách khí mà trách cứ nói, ai làm ngươi tiến vào. Hoàng Văn Hải cái này buồn bực a, một cái nho nhỏ khoa cấp cán bộ như thế đại quan uy. Mai Như Tuyết bên kia nghe được Hứa Thuần Lương nói chuyện, biết hắn có việc muốn vội, nhẹ giọng nói, người vội đi. Ta lập tức còn có cuộc họp phải mở. Hứa Thuần Lương treo lên điện thoại. Hoàng Văn Hải nói, Hứa chủ nhiệm, ta là một thêm giải trí người phụ trách Hoàng Văn Hải. Trực tiếp tự báo ra môn, làm Hứa Thuần Lương biết chính mình thân phận, cùng ta tốt nhất khách khí điểm. Hứa Thuần Lương đem điện thoại treo lên, vẫn cứ không có đứng lên ý tứ, Hoàng Văn Hải. Nghĩ tới, ngươi là Hoàng công tử, trực tiếp vạch trần Hoàng Văn Hải thân phận. Khinh thường thái độ bằng cho thấy đối Hoàng Văn Hải loại người này không có bất luận cái gì kiêng kỵ. Hoàng Văn Hải thầm than người này có điểm mềm cứng không ăn, hôm nay muốn đánh lên tinh thần ứng đối. Hoàng Văn Hải chủ động vươn tay đi, Hứa chủ nhiệm, lần đầu gặp mặt, thỉnh nhiều chiếu cố. Hứa Thuần Lương cuối cùng đứng dậy cùng hắn nắm tay, Hoàng công tử hạnh ngộ. Hoàng Văn Hải đối cái này xưng hô pha vi khó chịu, Hứa Thuần Lương rõ ràng thời khắc là ám chỉ chính mình thân phận. Hứa Thuần Lương thỉnh hắn ngồi xuống lúc sau, Hoàng Văn Hải nói, Hứa chủ nhiệm, ta hôm nay lại đây là riêng giải thích một ít hiểu lầm. Hứa Thuần Lương cười nói, hiểu lầm, chúng ta chi gian qua đi giống như không có gì lui tới đi. Hoàng Văn Hải ha hả cười nói, Hứa chủ nhiệm, ta không vòng vo, Áo Thể Trung Tâm kế tiếp hai chàng buổi biểu diễn đều là từ ta một thêm giải trí vận tác. Hứa Thuần Lương cười nói, chúc mừng, nghe nói buổi biểu diễn một phiếu khó cầu. Hoàng Văn Hải nói, đáng tiếc gặp được một chút biến số, Hứa chủ nhiệm hẳn là rõ ràng đi. Hứa Thuần Lương gật gật đầu nói, gánh vác loại này buổi biểu diễn bản thân nguy hiểm liền rất cao, chủ yếu là hiện tại minh tinh quá không tự ái. Hoàng Văn Hải nói, Hứa chủ nhiệm cũng xem tin tức, người một khi chú ý độ quá cao, nhất cử nhất động đều sẽ bị người quá độ giải đọc. Hứa Thuần Lương nói, người nói chính là ta bị cái kia tam lưu ngôi sao ca nhạc fan công kích sự tình đi. Hoàng Văn Hải tâm nói ai cho ngươi mặt. Người chú ý độ có thể có bao nhiêu cao? Lại năng lượng cao cao hơn hoa thần. Thằng nhãi này rõ ràng là ở trộm đổi khái niệm. Hoàng Văn Hải nói, chuyện của người ta cũng nghe nói, này đó fan quần thể phổ biến không lý trí, vì giữ gìn bọn họ thần tượng thường xuyên làm ra quá kích sự tình, làm ngươi cũng bị không ít ủy khuất. Hứa Thuần Lương nói, nếu ta không đoán sai, người hôm nay lại đây là giúp ta phối hợp chuyện này tới. Hoàng Văn Hải nói, ta đích xác có ý tứ này. Chúng ta người một nhà đương nhiên phải hướng người một nhà, không thể mắt thấy người bị những cái đó cuồng nhiệt fan công kích đúng không? Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nói, đa tạ Hoàng công tử, người liền không cần lo lắng, ta chính mình có thể xử lý tốt. Hoàng Văn Hải nói, cũng không thể đại ý a, người không phải giới giải trí, đối fan điên cuồng người khả năng không ăn ý, vì giữ gìn thần tượng bọn họ cái gì sự tình đều làm được. Những lời này nghe tới nói khách khí, nhưng giữa những hàng chữ lộ ra uy hiếp. Hứa Thuần Lương nói, người như thế vừa nói ta thật đúng là đến lưu điểm tâm, biện pháp tốt nhất chính là lột sạch cái gọi là thần tượng ngăn nắp áo ngoài, làm cho bọn họ thấy rõ hắn dơ bẩn bản chất, hoàn toàn đối thần tượng đánh mất hy vọng, pha lê tâm vỡ đầy đất, liền sẽ không lại có cái gì ý chí chiến đấu,
Đây là công tâm vi thượng, bọn họ lại cuồng nhiệt cũng không có khả năng vì một cái đẩy người hắc liêu người đi đấu tranh, ta tin tưởng phen cũng là người, cũng có ít nhất thị phi quan. Hoàng Văn Hải âm thầm hút một ngụm khí lạnh, Hứa Thuần Lương đủ tàn nhẫn a, đây là muốn cho Hoa Thần hoàn toàn danh dự quét rác sao? Hoàng Văn Hải cười nói, ai hôm nay thành tựu đều không phải dễ dàng được đến, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, kỳ thật Hoa Thần cũng không phạm quá lớn sai, qua đi cùng ngươi cũng không có gì mâu thuẫn. Hứa Thuần Lương nói, Hoàng công tử, ta vừa mới bắt đầu cũng cùng ngươi ý tưởng giống nhau, nhưng ta tính toán một sự nhịn chín sự lành, nhân ra từng bước ép sát, liền lấy chúng ta gần nhất chuẩn bị mở chiêu thương đại hội tới nói, trước cùng áo thể trung tâm nói tốt 3 ngày, tiền đặt cọc đều cho, nhưng bọn họ thay đổi bất thường, đem 3 ngày áp thành 2 ngày, ta cân nhắc, đều là thể chế nội đồng chí, 2 ngày liền 2 ngày đi, vẫn là đừng làm cho nhân ra khó làm, nhưng không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Bọn họ hiện tại liền 2 ngày đều không muốn cho, nói cái gì vì bảo đảm buổi biểu diễn thuận lợi tiến hành muốn trước tiên bắt đầu an toàn diễn luyện. Hoàng Văn Hải trong lòng biết rõ ràng, chuyện này chính là chính mình làm ra tới, Hứa Thuần Lương lấy ra tới nói sự, rõ ràng là muốn chính mình cấp cái cách nói. Hoàng Văn Hải nói, như vậy a, nếu không ta giúp ngươi phối hợp mặt khác nơi sân, phương diện này ta tương đối thục, lão sân vận động nơi đó như thế nào? Hứa Thuần Lương nói, không hảo sửa, thư mời đều ấn hảo, lâm thời sửa đổi địa phương, nhân gia nhà đầu tư sẽ như thế nào xem? Nói chúng ta liền cái chiêu thương đại hội đều thay đổi xoành xoạch, chính sách phương diện lại lấy cái gì làm ra bảo đảm? Hoàng Văn Hải nói, Hứa chủ nhiệm nói cũng có đạo lý. Lúc này bảo vệ chỗ người gọi điện thoại lại đây, làm Hứa Thuần Lương tạm thời đừng ra cửa, Hoa Thần kia giúp phen lại tới nháo sự, vẫn là kiểu cũ, yêu cầu thương ủy sẽ đem Hứa Thuần Lương xóa tên, yêu cầu Hứa Thuần Lương công khai xin lỗi. Hứa Thuần Lương buông điện thoại hướng Hoàng Văn Hải nói, nghe được không, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hoàng Văn Hải nói, Hứa chủ nhiệm không cần phát sầu, chuyện này ta có thể hỗ trợ hòa giải. Hứa Thuần Lương cười nói, không nhọc Hoàng công tử lo lắng, ta tin tưởng ta không áp chính. Hoàng Văn Hải quyết định lại lui một bước, nếu không như vậy, ta tìm tương quan bộ môn hòa giải một chút, tranh thủ an toàn diễn luyện tận lực không cần ảnh hưởng đến các ngươi chiêu thương đại hội. Hứa Thuần Lương nói, không cần, nơi sân sự tình đã có người phụ trách, Tân Hồ Khu mới quyết định cùng chúng ta liên hợp tổ chức chiêu thương đại hội, bọn họ phụ trách giải quyết nơi sân vấn đề, ta phỏng chừng hiện tại báo cáo đã đưa tới Uông thư ký bàn làm việc thượng. Hoàng Văn Hải trong lòng trầm xuống, chính mình dựa vào chính là phụ thân, Hứa Thuần Lương hiện tại đem Uông Kiến Minh lôi ra tới, Đông Châu một tay là ai, Hoàng Văn Hải vẫn là có thể làm rõ ràng, bất quá hắn lại hoài nghi Hứa Thuần Lương ở hư trương thanh thế, nếu Uông Kiến Minh muốn hỗ trợ trạm đài, đã sớm ra tới, hà tất chờ tới bây giờ. Hoàng Văn Hải quyết định đem lời nói làm rõ, Hứa chủ nhiệm, gần nhất Hoa Thần mặt trái tin tức ra tới không ít, ta nghe nói là Tân Tinh giải trí ở sau lưng đẩy tay. Hứa Thuần Lương lắc lắc đầu nói, cùng nhân gia không quan hệ, là ta làm cho bọn họ càn. Hoàng Văn Hải trợn mắt há hốc mồm, không thể tưởng được thằng nhãi này thừa nhận như thế thống khoái. Hứa Thuần Lương nhìn đến Hoàng Văn Hải biểu tình liền biết chính mình giết hắn một cái trở tay không kịp, hơi hơi mỉm cười nói, ngươi khả năng không rõ ta vì cái gì muốn làm như vậy, là cái này tiểu ngôi sao ca nhạc tìm ta phiền toái trước đây, cho ta đưa luật sư tin, làm ta cho hắn công khai xin lỗi, còn nói ta ảnh hưởng Đông Châu văn lữ phát triển. Ta cá nhân được mất không sao cả, thật muốn là làm sai, ta nên xin lỗi, nhưng ta tìm người tra xét một chút. Hứa Thuần Lương nói tới đây cố ý tạm dừng một chút, nâng chung trà lên uống ngụm trà, người đoán thế nào? Thứ này căn bản không chịu nổi tra, tất cả đều là hắc liêu, loại người này dùng nhân phẩm thấp kém hình dung đều nhẹ, căn bản chính là cái mặt người giả thú. Hoàng Văn Hải càng thêm đau đầu, hắn đương nhiên rõ ràng cái này Hoa Thần cũng không phải cái gì hảo điều. Giới giải trí lớn nhỏ minh tinh có mấy cái chịu nổi thâm bái. Hứa Thuần Lương nói, ta hiện tại chỉ là làm người thả ra một ít không đau không ngứa tin tức, kế tiếp còn có càng thêm kính bạo. Hoàng Văn Hải nói, Hứa chủ nhiệm, con người không phải thánh hiền, ai mà không có sai lầm. Hứa Thuần Lương cười nói, hắn lớn nhất sai lầm là chọc phải ta, lại nói tiếp ngươi đến cảm ơn ta, hiện tại cùng hắn giải trừ hợp tác còn kịp. Hoàng Văn Hải tâm nói ta tạ ngươi tám bối tổ tông. Vì trận này buổi biểu diễn ta quang tuyên truyền phí đầu nhập vào nhiều ít. Hiện tại 3 ngày buổi biểu diễn phiếu cơ bản tiêu thụ không còn, người cùng ta nói giải trừ hợp đồng. Ta phải thừa nhận bao lớn tổn thất. Hoàng Văn Hải nói, Hứa chủ nhiệm, thật không dám giấu giếm, ta hôm nay lại đây chính là vì chuyện này, ta cảm thấy chúng ta vẫn là không cần tham gia giới giải trí sự tình. Lần này sự tình nháo đến đã rất lớn, nếu sự tình nháo đại đối với người chính mình phát triển cũng không có chỗ tốt. Hứa Thuần Lương nghe ra tới.
đây là uy hiếp, hắn gật gật đầu nói, ngươi nói đúng, bọn họ đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến ta danh dự cùng hình tượng, ta chính mình chịu điểm ủy khuất không có gì, nhưng là chiêu thương hội đại biểu cho Đông Châu hình tượng, nếu ta liền như thế dễ dàng hướng một cái tiểu minh tinh tép siêu cúi đầu, bằng đem Đông Châu mặt cấp ném, đem Hoàng thị mặt cấp ném, đem Uông thư ký mặt cấp ném. Hoàng Văn Hải trong lòng đối Hứa Thuần Lương vừa hận vừa sợ, thằng nhãi này rõ ràng là muốn bất cứ giá nào cùng Hoa Thần làm rốt cuộc, nếu chờ buổi biểu diễn sau khi chấm dứt, bọn họ liền tính đánh cái ngươi chết ta sống, Hoàng Văn Hải cũng sẽ không nhiều xem một cái, nhưng hiện tại sự tình quan hắn thiết thân ích lợi, hắn tuyệt không thể thờ ơ lạnh nhạt. Hoàng Văn Hải nói, Hứa chủ nhiệm A, giới giải trí thủy rất sâu, ngươi khả năng được đến một ít tin tức. Nhưng là nếu ngươi thật lấy vi chỉ bằng mấy tin tức này có thể đem một cái đương hồng minh tinh đánh vào vạn kiếp bất phục vực sâu, liền nghĩ đến quá đơn giản. Hứa Thuần Lương nói, Hoàng công tử quan tâm chuyện này cũng thực bình thường, rốt cuộc ngươi ba ngày buổi biểu diễn phiếu đều bán đi, nếu cái này tiểu ngôi sao ca nhạc lật thuyền, ngươi khẳng định sẽ có một ít tổn thất, bất quá oan có đầu nợ có chủ, ngươi có thể tìm hắn công ty quản lý bắt đền. Hứa Thuần Lương đối Hoàng Văn Hải cũng không khách khí. Chân chính chọc giận Hứa Thuần Lương sự kiện chính là Hoàng Văn Hải một tay thao tác, lấy an toàn diễn luyện vi lý do bức bách chiêu thương đại hội cho ngươi nhường đường, ngươi đặc sao bao lớn mặt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hoàng Văn Hải nói, mọi người đều là minh bạch người, ta hy vọng ngươi thận trọng suy xét một chút hậu quả, ta cá nhân vẫn là hy vọng cùng ngươi giao cái bằng hữu. Hứa Thuần Lương mỉm cười nói, đem sự tình nháo đại không phải ta cũng không có nhằm vào ngươi ý tứ. Nhưng chỉ cần khai chiến liền khó tránh khỏi thương cập vô tội, Hoàng công tử vẫn là sống chết mặc bây hảo, thừa dịp thời gian còn kịp, người còn có thể đem tổn thất hàng đến thấp nhất. Hoàng Văn Hải không có thể từ Hứa Thuần Lương nơi này được đến muốn kết quả, căm giận nhiên rời đi thương ủy sẽ, hắn cấp phụ thân gọi điện thoại, hy vọng phụ thân có thể hỗ trợ nói một câu, làm Hứa Thuần Lương lựa chọn một sự nhịn chín sự lành. Hoàng Quảng Đào nhìn thoáng qua di động lập tức cắt đứt, nhân vì hắn đang ở cùng thư ký Uông Kiến Minh nói chuyện. Hôm nay là Uông Kiến Minh chủ động tìm hắn tâm sự, Hoàng Quảng Đào đem lần này khảo sát chứng kiến đơn giản hướng Uông Kiến Minh thông báo một lần, Uông Kiến Minh kỳ thật trên cơ bản đã biết, kiên nhẫn nghe hắn nói xong, mỉm cười nói, Quảng Đào đồng chí vất vả. Hoàng Quảng Đào nói, đều là vì Đông Châu phát triển, vất vả cũng là hẳn là. Uông Kiến Minh gật gật đầu nói, lần này Quang Địch ô tô hợp tác Hứa Thuần Lương lập công không nhỏ. Hoàng Quảng Đào nói, Uông thư ký tuệ nhãn thức mới a. Uông Kiến Minh ha ha nở nụ cười, Hoàng Quảng Đào cũng phối hợp cười hai tiếng, hắn đối Hứa Thuần Lương tổng thể ấn tượng không thâm. Uông Kiến Minh nói, đúng rồi, ta nghe nói một thêm giải trí tổng tài là ngươi nhi tử. Hoàng Quảng Đào tức khắc cảnh giác lên, gật gật đầu nói, ta nhi tử đại học sau liền lựa chọn tự chủ gây dựng sự nghiệp, công ty đã khai thật nhiều năm, cũng coi như sơ cụ quy mô, gần nhất Đông Châu mấy chàng đại hình buổi biểu diễn đều là bọn họ công ty tiến cử, cũng coi như là giúp Đông Châu văn lữ làm điểm thật sự. Uông thư ký, quay đầu lại cho ngươi đưa mấy chương phiếu lại đây. Uông Kiến Minh lắc lắc đầu, không cần, ta đối loại này buổi biểu diễn không có gì hứng thú. Cấp hài tử xem cũng là giống nhau. Uông Kiến Minh nói, hắn đang ở học tập mấu chốt giai đoạn, ta nhưng không nghĩ làm hắn phân tâm. Liên tiếp bị cự tuyệt Hoàng Quảng Đào có chút xấu hổ, cười nói, cũng là. Uông Kiến Minh nói, ta nhớ rõ tháng sau chiêu thương hội cũng ở áo thể trung tâm tổ chức đi. Hoàng Quảng Đào nói, ngài nói chính là thương ủy sẽ làm cái kia chiêu thương hoạt động. Uông Kiến Minh sửa đúng nói, là thương ủy sẽ cùng Tân Hồ khu mới liên hợp chủ sự, Đông Châu văn lữ cục tham dự chiêu thương đại hội. Hoàng Quảng Đào lập tức nhận thấy được có chút không đúng, Uông Kiến Minh là tự cấp lần này chiêu thương hoạt động định tính, hắn sẽ không duyên cớ nhắc tới chuyện này, rốt cuộc cái gì tình huống. Chẳng lẽ hắn nghe được về một thêm giải trí tin đồn nhảm nhí. Hoàng Quảng Đào tại đây sự kiện thượng phi thường thận trọng. Chuyên môn công đạo nhi tử nhất định phải dựa theo điều lệ làm việc, Đông Châu như thế nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm, bọn họ nhất cử nhất động đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Hoàng Quảng Đào cười nói, ta ở Hoàn Thành nhưng thật ra không nghe Mai Như Tuyết nhắc tới quá. Uông Kiến Minh nói, lần này chiêu thương ý nghĩa phi thường trọng đại, chúng ta thân vi lãnh đạo muốn toàn lực duy trì, ta tháng sau nhật trình tương đối mãn, Quảng Đào đồng chí, lễ khai mạc ngươi muốn đi cấp trạm trạm đài A. Hoàng Quảng Đào ý thức được sự tình khả năng có điểm nghiêm trọng, Uông Kiến Minh trực tiếp cho hắn an bài cụ thể nhiệm vụ, tình huống như vậy cũng không nhiều thấy, nhưng Uông Kiến Minh nếu mở miệng, hắn tự nhiên không hảo cự tuyệt, gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Hoàng Quảng Đào trở lại chính mình văn phòng, nhị tử Hoàng Văn Hải lại gọi điện thoại lại đây, Hoàng Quảng Đào lúc này mới tiếp nghe xong điện thoại. Hoàng Văn Hải đầy cõi lòng buồn bực mà oán giận, ba, ngài như thế nào mới tiếp điện thoại a?
ta không công tác sao? Vừa rồi đang ở cùng Uông thư ký giao lưu công tác, người một cái kính đánh cái gì? Hoàng Quảng Đào tâm tình cũng không tốt. Hoàng Văn Hải thở dài nói, ta khẳng định có việc gấp a. Hắn đem chính mình gặp phải khốn cảnh một năm một mười hướng phụ thân nói, hy vọng phụ thân có thể ra mặt làm Hứa Thuần Lương đừng lại tiếp tục đem sự tình nháo đại, để tránh ảnh hưởng đến hắn buổi biểu diễn tiến hành. Hoàng Quảng Đào vừa nghe liền phát hỏa, người có phải hay không có tật xấu a? Thành phố khai chiêu thương đại hội, người theo chúng ta đoạt thời gian, người có hay không suy xét quá ta thân phận? Người như vậy hành vi quả thực chính là hố cha. Hoàng Văn Hải nói, ba, ta ngay từ đầu nhận vi chính là thương ủy sẽ chủ sự một cái tiểu chiêu thương hoạt động, chỗ nào khai không phải khai, ta cũng không phải ý định cùng bọn họ đoạt địa bàn, buổi biểu diễn vé vào cửa tiêu thụ hỏa bạo, mê ca nhạc mãnh liệt yêu cầu gia tăng buổi diễn, này đó ta đều cùng ngài công đạo qua a. Ta không biết cụ thể tình huống, nếu biết ngươi cùng Đông Châu chiêu thương đoạt địa bàn, ta mới sẽ không giúp ngươi nói chuyện. Hoàng Quảng Đào nói đều là lời nói thật, hắn bắt đầu căn bản không nghĩ tới nơi này liên lụy đến như thế nhiều sự tình, nếu biết hắn mới sẽ không vi nhi tử xuất đầu. Hoàng Văn Hải đau khổ cầu xin nói, ba, ngài đến giúp ta, cái kia Hứa Thuần Lương mềm cứng không ăn, một hai phải đem nhân ra hướng chết làm. Người khác ân oán quan ngươi cái gì sự tình a? Như thế nào sẽ không liên quan chuyện của ta? Vì lần này buổi biểu diễn ta nhưng đầu vốn gốc, nếu hắn Hứa Thuần Lương đem nhân gia cấp làm xú, buổi biểu diễn đều khả năng ngâm nước nóng, ta liền tổn thất thảm trọng. Hoàng Quảng Đào nói, người đè ép chiêu thương hội thời gian có phải hay không sự thật? Người lấy an toàn diễn luyện vi danh làm nhân gia từ áo thể chạy lấy người có phải hay không sự thật? Người đem sự tình cấp nháo lớn, hiện tại làm ta cho ngươi chùi đít. Ngươi xứng đáng. Hoàng Văn Hải nói, ba, ta sai rồi còn không được sao? Nhưng cái kia Hứa Thuần Lương cũng quá cuồng, hắn không cho ta mặt mũi liền tính, thậm chí hắn liền ngài đều không bỏ ở trong mắt. Hoàng Quảng Đào đã phẫn nộ mà treo lên điện thoại, sinh khí về sinh khí, tổng không thể mắt thấy nhi tử rớt đến trong nước đều không kéo một phen, bình tĩnh lại, hắn một lần nữa hồi ức một chút Uông Kiến Minh vừa mới cùng chính mình nói chuyện, Uông Kiến Minh khẳng định là nghe nói áo thể trung tâm phát sinh sự tình, cho nên hắn mới có thể đưa ra làm chính mình đi tham dự lễ khai mạc. Uông Kiến Minh à Uông Kiến Minh! Người chiêu thức ấy chơi đến có thể, chí ta với xấu hổ nơi, làm ta tả hữu vi khó. Bí thư Quách Tân Dân gõ cửa tiến vào, nói cho Hoàng Quảng Đào, Nhạc Tinh tập đoàn Lý Sương Cơ tới. Hoàng Quảng Đào lúc này mới nhớ tới lần này định ngày hẹn là chính mình định ra tới, hắn gật gật đầu, tạm thời đem phiền lòng sự vứt đến một bên, làm Quách Tân Dân đem khách nhân mời vào tới. Lý Sương Cơ gần nhất nhân vi Trung Hàn sản nghiệp viên sự tình cũng thường xuyên bái phỏng Đông Châu cao tầng, Uông Kiến Minh cố ý tránh mà không thấy. Nàng cũng không thể đem bảo tất cả đều áp ở Uông Kiến Minh một người trên người, nàng đã không phải lần đầu tiên bái phỏng Hoàng Quảng Đào. Hoàng Quảng Đào phi thường rõ ràng Trung Hàn sản nghiệp viên tình huống, Hòa Thuận vui vẻ tinh tập đoàn hợp tác chính là Uông Kiến Minh thúc thúc Uông Chính Đạo, hướng về phía nguyên nhân này hắn cũng không nghĩ nhúng tay quá nhiều, xuất lực cũng là vì người khác may áo cưới, vạn nhất nắm giữ không tốt, còn sẽ có đoạt công chi ngại. Khách và chủ hai bên ngồi xuống lúc sau. Lý Sương Cơ trước đưa bọn họ gần nhất gặp phải một loạt khó khăn phản ánh một lần. Hoàng Quảng Đào cơ bản đều đã biết, hắn tỏ thái độ cũng thực khéo đưa đẩy, Lý Tổng yên tâm, chúng ta Đông Châu thái độ là nhất quán bất biến, chỉ cần ở chính sách cùng pháp quy cho phép trong phạm vi, chúng ta nguyện ý vi quý phương sáng tạo lớn nhất tiện lợi. Lý Sương Cơ nói, ta ở quý quốc công tác cùng sinh hoạt quá rất dài một đoạn thời gian, cho nên ta đối Trung Hoa thể chế nội sự tình nhiều ít vẫn là có chút hiểu biết, thông thường phía trên chính sách là tốt. Nhưng ở cụ thể chấp hành trong quá trình lại sẽ tao ngộ sai lầm giải đọc, thậm chí tiêu cực đối kháng. Hoàng Quảng Đào nhíu nhíu mày, tuy rằng Nhạc Tinh là công ty đa quốc gia, nhưng là Lý Sương Cơ làm trò chính mình đối mặt bọn họ thể chế tiến hành đánh giá cũng là một kiện không lễ phép sự tình. Hoàng Quảng Đào đạm nhiên nói, Lý Tổng ở Đông Châu gặp được cái gì không hài lòng sự tình. Lý Sương Cơ nói, đại biểu Đông Châu Hòa Thuận vui vẻ tinh đàm phán chính là thương ủy sẽ Hứa Thuần Lương tiên sinh. Chúng ta căn cứ nghiêm túc thẳng thắn thành khẩn thái độ cùng hắn hiệp thương, nhưng là tại đàm phán trong quá trình nhiều lần tao ngộ hắn lạnh nhạt đối đãi, không, thái độ của hắn quả thực có thể dùng thô bạo tới hình dung. Hoàng Quảng Đào nở nụ cười, Lý Tổng, không như vậy nghiêm trọng đi, phỏng chừng là hai bên lập trường cùng văn hóa bất đồng tạo thành một ít hiểu lầm, như vậy, quay đầu lại ta tìm hắn hảo hảo hiểu biết một chút. Lý Sương Cơ nói, Hoàng Thị, ta biết không có chứng cứ liền đi đánh giá các ngươi nhân viên công tác là một kiện có thất lễ tiết sự tình. Nhưng là ta đã nắm giữ cũng đủ chứng cứ có thể chứng minh người này tồn tại lấy việc công làm việc tư, quan báo tư thủ hành vi. Hoàng Quảng Đào nao nao, các ngươi chi gian có tự oán. Lý Sương Cơ nói, ta trưởng phu Hoàng Có Long là Minh Đức Hàn Y tập đoàn người phụ trách,
lúc trước nhân vì thu mua nhân cùng đường sự tình, bọn họ chi gian sinh ra quá mâu thuẫn. Hoàng Quảng Đào cười nói, như vậy à, Lý Tổng yên tâm, chúng ta cán bộ đều là chịu được khảo nghiệm, bọn họ sẽ không đem cá nhân cảm xúc đưa tới công tác chung tới. Lý Sương Cơ nói, ngài biết Tân Hồ khu mới người phụ trách Mai Như Tuyết cùng hắn quan hệ sao? Ta còn lấy vì Lý Tổng hôm nay chỉ là nói công tác, không thể tưởng được ngươi đối người khác sinh hoạt cá nhân cũng cảm thấy hứng thú. Hoàng Quảng Đào những lời này đã để lộ ra không vui, hắn đã xem thấu Lý Sương Cơ ý đồ. Lý Sương Cơ nói, kỳ thật ta đối người khác tư nhân cảm tình cũng không có quá nhiều hứng thú, nhưng là Hứa Thuần Lương nhiều lần xúc phạm chúng ta tập đoàn ích lợi, thậm chí liên hợp một ít tập đoàn địch nhân, bôi đen gia tộc bọn ta thanh danh, lấy đạt tới đem Nhạc Tinh tập đoàn từ Đông Châu bước đi mục đích. Hoàng Quảng Đào nhíu nhíu mày, Lý Tổng, Hứa Thuần Lương thân vi thương ủy sẽ đối ngoại chiêu thương làm chủ nhiệm, đem các ngươi từ Đông Châu bước đi cũng không phù hợp hắn ích lợi a. Lý Sương Cơ nói, mặt ngoài xem đích xác như thế, nhưng trên thực tế, hắn sở làm hết thảy đều là ở tổn hại chúng ta ích lợi, nơi này có một ít về hắn vi kỳ tư liệu. Lý Sương Cơ đem sớm đã chuẩn bị tốt túi văn kiện đưa qua. Hoàng Quảng Đào nhận lấy, tâm tình có chút phức tạp, tuy rằng còn không có xem bên trong là cái gì, nhưng hắn đã dự cảm đến, này túi văn kiện đồ vật hẳn là có thể đem Hứa Thuần Lương đánh rất phàm trần, xem Lý Sương Cơ nói chuyện thái độ, theo dõi Hứa Thuần Lương hẳn là không ngừng một ngày. Lý Sương Cơ nói, ta cũng hy vọng Quý Phương có thể theo lẽ công bằng xử lý, bằng không chúng ta sẽ đem trong đó một bộ phận hướng xã hội công bố, thật muốn tới rồi cái loại tình trạng này, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến Đông Châu hình tượng. Hoàng Quảng Đào nhấp nhấp môi nói, Lý Tổng, ta trước hiểu biết một chút tình huống, nếu ngươi phản ứng tình huống là thật, khẳng định sẽ cho ngươi một cái cách nói. Hoàng Thị, ta chỉ có một cái yêu cầu, không cần bại lộ là ta cung cấp này đó tài liệu. Hoàng Quảng Đào đáp ứng rồi xuống dưới. Lý Sương Cơ đi rồi, Hoàng Quảng Đào xem một chút túi văn kiện đồ vật, có ảnh chụp, có video, có tài sản tư liệu, trên cơ bản đều cùng Hứa Thuần Lương có quan hệ. Này trong đó có một bộ phận nội dung là về Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết, bọn họ gần nhất một đoạn thời gian cái gì thời điểm gặp mặt, đi cái gì địa phương, ngây người bao lâu thời gian, tất cả đều bị ký lục xuống dưới. Hoàng Quảng Đào nhìn đã lâu mới vừa rồi hiểu biết cái không sai biệt lắm, hắn đảo hút một ngụm khí lạnh, Hứa Thuần Lương a Hứa Thuần Lương, tiểu tử ngươi chơi đến nhưng đủ hoa, đồng thời cùng như thế nhiều nữ nhân kết giao, chỉ cần một cái sinh hoạt tác phong vấn đề là có thể đem ngươi cấp trùy chết. Tuy rằng nói ngươi không kết hôn, nhưng không kết hôn cũng không mang theo như thế chơi. Hứa Thuần Lương tài sản cũng bị Lý Sương Cơ tra xét cái rành mạch, còn tuổi nhỏ giá trị con người xa xỉ, mấu chốt là còn cùng mấy mỹ nữ phú thương dây dưa không rõ. Chỉ bằng này đó tài liệu, Hoàng Quảng Đào liền tính hiện tại đem Hứa Thuần Lương cấp miễn chức đều không có bất luận vấn đề gì, nhưng là hắn lại rõ ràng Hứa Thuần Lương là Uông Kiến Minh khải dùng cán bộ, không trải qua Uông Kiến Minh cho phép, trực tiếp như thế làm, bằng là đánh một tay mặt. Huống chi nơi này còn liên lụy đến Mai Như Tuyết. Đều biết Mai Như Tuyết thiếu chút nữa liền thành Uông Kiến Minh đệ muội, gần nhất lại hủy bỏ hôn ước, phỏng chừng chính là nhân vi Hứa Thuần Lương duyên cớ, Uông gia xã hội địa vị như thế nào khả năng cho phép một cái như vậy nữ nhân tiến vào bọn họ gia môn. Hoàng Quảng Đào suy xét luôn mãi vẫn là đi trước Uông Kiến Minh nơi đó, chuyện này trong điện thoại nói không rõ. Uông Kiến Minh tuy rằng vẫn luôn đều có tin tức, Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết gần nhất tiếp xúc không ít. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới Hứa Thuần Lương lá gan như thế đại, nhìn đến Hoàng Quảng Đào đưa tới chứng cứ, tức giận đến Uông Kiến Minh sắc mặt xanh mét. May Uông Kiến Thành cùng Mai Như Tuyết đã giải trừ hôn ước, nếu chuyện này bị tuôn ra tới, bọn họ Uông ra mặt hướng chỗ nào gác. Hứa Thuần Lương a Hứa Thuần Lương, ta đối với ngươi không tệ, ngươi đây là hướng chúng ta Uông ra trên cửa lớn bát bảo vệ môi trường sơn a. Hoàng Quảng Đào nói, Uông thư ký, ngươi xem làm sao bây giờ. Ai cho ngươi? Hoàng Quảng Đào tuân thủ hứa hẹn, chỉ nói là có người nặc danh đưa tới. Uông Kiến Minh Tâm nói nặc danh tài liệu có thể như vậy dễ dàng liền đưa đến người bàn làm việc thượng. Như thế nào không tiễn cho ta? Khẳng định là Hoàng Quảng Đào không muốn nói, Uông Kiến Minh cũng không hảo buộc hắn, nghĩ nghĩ nói, như vậy đi, này đó tài liệu lưu tại ta nơi này, ta sẽ tự mình xử lý. Hoàng Quảng Đào gật gật đầu, như vậy kết quả tốt nhất bất quá, Hứa Thuần Lương là người của ngươi, muốn sát muốn xẻo, chính ngươi quyết định. Nếu ta ra tay xử lý, ngươi còn lấy vì ta cố ý cùng ngươi đối nghịch. Uông Kiến Minh nói, tài liệu chỉ có như thế nhiều. Uông Kiến Minh trịnh trọng nói, tạm thời không cần đối những người khác nhắc tới. Hoàng Quảng Đào gật gật đầu, minh bạch. Lý Sương Cơ đi vào Ẩn Long Thư Viện, nhìn đến Hoàng Có Long cùng Viên Hoàng ngay ngắn ngồi ở trong đình chơi cờ. Viên Hoàng Bình dẫn đầu nhìn đến nàng, cười nói, tẩu tử tới. Lý Sương Cơ nói,
các ngươi thật lớn nhã hứng, đại lãnh thiên ở bên ngoài chơi cờ. Hoàng có long nói, bên ngoài tiếp thiên địa chi khí, mộc nhật nguyệt ánh sáng, thời khắc bảo trì đầu óc thanh tỉnh, cùng viên đại sư chơi cờ, ta cần thiết đánh lên 12 phần tinh thần tới ứng đối. Viên Hoàng Bình nói, không được, ta nhận thua. Còn chưa hạ xong, há có thể nhận thua. Viên Hoàng Bình cười nói, ngươi chiếm hết thiên thời địa lợi, tẩu tử gần nhất ngươi lại nhiều cá nhân cùng, ta như thế nào đều là thua, biết kết cục còn hạ cái gì. Ba người đồng thời nở nụ cười. Viên Hoàng Bình muốn thu thập bàn cờ, Hoàng có long chủ động đưa ra chính mình tới thu thập, Lý Xương Cơ cũng qua đi hỗ trợ. Viên Hoàng Bình nói, cũng thế, ta đi trước trong nhà pha trà chờ hai vị phẩm nếm. Viên Hoàng Bình rời đi sau, Hoàng có long mỉm cười nói, thuận lợi sao? Lý Xương Cơ nói, dựa theo ngươi ý tứ, đã giao cho Hoàng Quảng Đào. Hoàng có long gật gật đầu nói, hiện tại khả năng đã bãi ở Uông Kiến Minh trên mặt bàn. Lý Xương Cơ khó hiểu nói, vì cái gì không dứt khoát trực tiếp giao cho Uông Kiến Minh? Hoàng có long lắc lắc đầu nói, Uông Kiến Minh khẳng định sẽ tìm mọi cách ngăn chặn chuyện này, cùng lắm thì làm Hứa Thuần Lương chủ động từ chức. Lý Xương Cơ nói, chỉ cần đem hắn đá đi, không phải đạt tới mục đích. Hoàng có long nói, còn có một phần, ta làm người giao cho Hoàng Văn Hải. Lý Xương Cơ sửng sốt một chút, Hoàng Văn Hải, Hoàng Quảng Đào nhi tử. Hoàng có long nói, Hứa Thuần Lương cùng Hoàng Văn Hải nhân vì áo thể trung tâm sự tình sinh ra mâu thuẫn, Hứa Thuần Lương thông qua Hoa Trục Nguyệt nắm giữ cái kia tiểu ngôi sao ca nhạc Hắc Liêu, đã tuôn ra tới, chuyện này nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi Hoàng Văn Hải thiết thân ích lợi, ngươi cảm thấy Hoàng Văn Hải có hận hay không hắn? Lý Xương Cơ bỗng nhiên minh bạch, từ Hoàng Văn Hải cho hấp thụ ánh sáng Hứa Thuần Lương sự tình nhất thích hợp bất quá, Uông Kiến Minh nhất định sẽ nhận vi là Hoàng Quảng Đào tiết lộ tin tức, chuyện này sẽ làm đến hắn mặt mũi không ánh sáng, hắn cùng Hoàng Quảng Đào chi gian cũng sẽ nhân vi chuyện này sinh ra mâu thuẫn. Lý Xương Cơ trong lòng âm thầm bội phục, còn phải là trượng phu mưu tính sâu xa, chiêu thức ấy có thể nói là một mũi tên song điêu. Đã rửa sạch Hứa Thuần Lương cái này cái đinh trong mắt, lại tạo thành Uông Kiến Minh cùng Hoàng Quảng Đào khúc mắc. Thúc đẩy bọn họ như thế làm nguyên nhân là Uông gia cùng bọn họ cắt, Uông Chính Đạo đã minh xác tỏ vẻ muốn rời khỏi Trung Hàn Sản Nghiệp Viên hạng mục, mà Uông Kiến Minh cường thế lập trường làm Nhạc Tinh cũng không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, bọn họ cần thiết một lần nữa lựa chọn minh hữu. Lý Xương Cơ nhỏ giọng thỉnh giáo nói, kế tiếp chúng ta hẳn là như thế nào làm? Hoa Thần Hắc Liêu liên tiếp mà bị thả ra, nhanh chóng tiến vào hot search, trên mạng dư luận một khi lên men liền không như vậy dễ dàng bị áp xuống đi. Hắn kia giúp điên cuồng mê ca nhạc đầu tiên là ở các đại ngôi cao liều mạng tẩy trắng, nhưng theo từng cái chứng cứ xuất hiện, bọn họ tẩy trắng đều trở nên như vậy tái nhợt vô lực. Đông Châu phương diện đương nhiên không có khả năng làm như vậy một cái thất đức nghệ sĩ lại đây diễn xuất, một thêm giải trí lão tổng Hoàng Văn Hải tại ý thức đến này che trời lấp đất dư luận căn bản áp không được thời điểm, chỉ có thể hướng đối phương công ty quản lý đưa ra giải ước cùng bắt đền yêu cầu, tổn thất là chú định, chỉ là tổn thất nhiều ít vấn đề. Hoa Thần ở Đông Châu tam tràng buổi biểu diễn chú định ngâm nước nóng, Hoàng Văn tổn thất thất thảm trọng, hắn há có thể nuốt xuống khẩu khí này, Hứa Thuần Lương có thể làm mùng 1, hắn là có thể làm 15, bị thù hận choáng váng đầu óc Hoàng Văn Hải đem Hứa Thuần Lương Hắc Liêu cũng thả đi ra ngoài, hắn không có đi thường quy lộ tuyến đưa đến kiểm tra kỷ luật bộ môn, mà là trực tiếp cho hấp thụ ánh sáng ở công chúng ngôi cao, Hoàng Văn Hải mục đích chính là muốn Hứa Thuần Lương thân bại danh liệt, không cho hắn bất luận cái gì xã giao thời gian. Uông Kiến Minh nguyên bản ý tứ vẫn là muốn đem chuyện này cấp áp xuống tới, nhưng là hắn không nghĩ tới sự tình sẽ cho hấp thụ ánh sáng như thế mau, tuôn ra nội dung cùng Hoàng Quảng Đào cung cấp cho hắn cơ hồ giống nhau như đúc, hơn nữa cho hấp thụ ánh sáng chuyện này người đã bị tra ra, là Hoàng Quảng Đào nhi tử Hoàng Văn Hải. Uông Kiến Minh giận không thể át, lập tức liền tưởng đem Hoàng Quảng Đào gọi tới giáp mặt chất vấn, bất quá hắn vẫn là tốt lắm khống chế được cảm xúc, hắn nhận vi Hoàng Quảng Đào cùng chính mình giáp mặt một bộ sau lưng một bộ khẳng định là có nguyên nhân. Chuyện này cho hấp thụ ánh sáng làm Uông gia mặt mũi không ánh sáng, vốn dĩ Uông Kiến Thành cùng Mai Như Tuyết lại lần nữa hủy bỏ hôn ước bên ngoài liền có không ít suy đoán, hiện tại chân tướng đại bạch, là bởi vì Vi Mai Như Tuyết cùng Hứa Thuần Lương âm thầm tư thông, cho nên mới dẫn tới trận này ly hôn, tuy rằng có hại chính là Uông gia, nhưng mất mặt cũng là Uông gia. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, trong khoảng thời gian ngắn Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết tai tiếng đã truyền đến dư luận xôn xao. Tần Chính Dương từ biết được chuyện này lúc sau nội tâm liền trở nên dị thường thấp thỏm, hắn biết Hứa Thuần Lương lần này chân chính đụng vào Uông thư ký nghịch lân, Uông Kiến Minh hàm dưỡng lại hảo, độ lượng lại đại cũng không có khả năng nuốt xuống khẩu khí này. Tần Chính Dương tạ cấp Uông Kiến Minh đưa văn kiện, đi điều tra một chút Uông Kiến Minh hiện tại cảm xúc. Đi vào văn phòng thời điểm, Uông Kiến Minh bối chiều bàn làm việc ngồi,
qua đi Tần Chính Dương chưa bao giờ gặp qua hắn chọn dùng như vậy dáng ngồi, nhìn Uông Thư Ký cái ót, Tần Chính Dương không dám nhiều lời nói, đem văn kiện nhẹ nhàng đặt ở trên mặt bàn, chuẩn bị lặng lẽ trốn đi thời điểm, Uông Kiến Minh lại đột nhiên nói chuyện. Tiểu Tần, Hứa Thuần Lương sự tình ngươi biết không? Tần Chính Dương dừng lại bước chân, cẩn thận trả lời vấn đề này, Uông Thư Ký, ta vừa mới nghe nói. Vừa mới nghe nói chứng minh hắn qua đi cũng không biết Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết ngầm có lui tới, cửa thành bốc cháy vạ lây cá trong ao đạo lý hắn là hiểu được. Uông Kiến Minh chậm rãi xoay người lại, trên mặt biểu tình phi thường nghiêm túc, một người tuổi trẻ cán bộ không thể hảo hảo ước thúc chính mình, cả ngày chân trong chân ngoài, làm loạn nam nữ quan hệ, còn thể thống gì. Tần Chính Dương nội tâm sợ tới mức run run một chút, Hứa Thuần Lương đa tình hắn biết. Bất quá hắn qua đi vẫn luôn nhận vi chỉ cần tiểu tử này không kết hôn nói mấy cái đối tượng cũng không phải gì vấn đề lớn, nhưng lần này xảy ra chuyện đối tượng là Mai Như Tuyết, Uông Kiến Thành vị hôn thê, thiếu chút nữa liền vào Uông gia môn thành Uông Kiến Minh đệ tức phụ, dựa theo trước mắt trên mạng tin nóng, Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết lén lui tới còn không ngừng một lần. Tiểu tử này lá gan quá lớn, cũng quá không cẩn thận, phía trước liền phản phúc nhắc nhở quá hắn, nhất định phải chú ý cùng Mai Như Tuyết bảo trì khoảng cách. Uông Kiến Minh nói, ngươi nói hẳn là làm sao bây giờ? Tần Chính Dương nói, Uông Thư Ký, ngài hẳn là biết ta cùng tiểu Hứa quan hệ, ta rất khó dùng công bằng ánh mắt tới đối đãi chuyện này. Uông Kiến Minh nói, mất mặt a, làm người chụp lén ảnh chụp cùng video. Tần Chính Dương nói, ta xem qua, Uông Thư Ký, ta nói câu không phải giữ gìn Hứa Thuần Lương nói, trên ảnh chụp chỉ có thể chứng minh hắn bỏ đến cách vách ban công, không thể chứng minh bọn họ đã làm cái gì vượt rào sự tình. Uông Kiến Minh thật mạnh ở trên mặt bàn chụp một trường, hai người bọn họ ở tại cách vách, hắn bỏ đến Mai Như Tuyết phòng trên ban công làm cái gì? Tần Chính Dương nói, Uông Thư Ký, ngài không cảm thấy có chút kỳ quái sao? Bọn họ hai người đều đi hoàn thành khảo sát đoàn như thế nhiều người, cố tình hai người bọn họ bị an bài ở liền nhau phòng. Uông Kiến Minh nói, ngươi là nói có người cố ý thiết cục hãm hại bọn họ. Là, khả năng có người cố ý như vậy an bài. Nhưng người ta lấy thương chỉ vào hắn bỏ đến cách vách trên ban công. Lầu 16A, lá gan thật đại, hắn không sợ trượt chân ngã xuống ngã chết. Tần Chính Dương nói, Uông Thư Ký, ta nghe nói này đó hắc liêu đều là Hoàng Thị Công Tử Hoàng Văn Hải cấp thả ra. Uông Kiến Minh tức giận đến mắng một câu, vương bát đản. Tần Chính Dương vẫn là lần đầu nghe Uông Kiến Minh làm trò chính mình bạo thô khẩu, chứng minh Uông Thư Ký là động thật giận, chuyện này thật đúng là khó giải quyết, xử lý Hứa Thuần Lương dễ dàng. Trực tiếp đem hắn miễn chức, nhưng dù vậy, Uông gia thể diện cũng không như vậy dễ dàng nhặt về tới. Tần Chính Dương thấp giọng nói, ta nhắc nhở quá hắn, nhất định phải chú ý bảo trì đồng sự gian khoảng cách. Uông Kiến Minh nói, người hiện tại nói cái này có cái gì dùng? Hắn Hứa Thuần Lương chính là cái tay ăn chơi, người khác đã sớm theo dõi hắn, người nhìn xem trên mạng cho hấp thụ ánh sáng, hắn cùng nhiều ít nữ nhân đồng thời lui tới. Uông Kiến Minh nói, lão Hoàng bên kia có cái gì phản ứng? Tần Chính Dương nói, trước mắt còn không có thu được tin tức, ta phỏng chừng hắn khẳng định cũng không hảo quá. Uông Kiến Minh hừ lạnh một tiếng, chưa chắc. Hoàng Quảng Đào ở biết được việc này lúc sau, lập tức đem nhi tử kêu lại đây, chỉ vào cái mũi mắng cái máu chó đầy đầu, hắn chưa nói sai, đây là cái hố cha ngoạn ý nhi. Hoàng Văn Hải cũng không chịu phục, thẳng cổ cái cọ nói, ba, này không thể trách ta a, hắn Hứa Thuần Lương hại ta mệt nhiều ít. Ta không phải không cùng hắn hảo hảo nói. Là hắn không cho ta mặt mũi, một hai phải đem hoa thần hắc liêu cấp tuôn ra tới, ta lời hay nói tẫn, làm hắn từ từ lại bạo, làm hắn cho ta một chút thời gian, chờ ta đem buổi biểu diễn khai xong rồi, hắn tưởng như thế nào chơi đều được, nhưng hắn làm việc một chút đường sống đều không có, hắn làm được mùng một ta làm không được 15. Người có hay không đầu óc, hắn là Uông Thư Ký để bạt lên. Uông Thư Ký cũng bị mù mắt, để bạt hắn đem Uông Thư Ký đệ muội đều cấp ngủ. Bang! Hoàng Quảng Đào tức giận đến một cái đại tát tai chiều qua đi. Hoàng Văn Hải bụng mặt nói, xảy ra chuyện gì? Ta nói được không phải sự thật sao? Ba, ngươi đừng như vậy cẩn thận chặt chẽ, ngươi cùng Uông Kiến Minh nhập gánh tử, sống đều làm ngươi làm, nổi bật đều làm hắn ra, liền Hứa Thuần Lương loại này tùy tùng tiểu nhân vật đều dám không cho ngươi mặt mũi. Ngươi câm mồm. Hoàng Văn Hải nói, ba, không có gì đại sự, Hứa Thuần Lương hiện tại chính là chó nhà có tang, Uông Kiến Minh so với ta còn hận hắn. Hứa Thuần Lương hại ta tổn thất chính là tiền, làm Uông Kiến Minh vứt là mặt, bọn họ Uông gia ra loại chuyện này như thế nào có thể đài ngẩng đầu lên. Hoàng Quảng Đào nói, chỉ bằng kia mấy chương ảnh chụp cùng video. Người có chứng minh thực tế sao? Còn chưa đủ sao, đều từ ban công bò đến nhân gia trong phòng, liền kém bị người bắt gian ở sàng.
Hoàng Quảng Đào thở dài, người thành thật nói cho ta, này đó tài liệu là từ đâu nhi được đến. Hoàng Văn Hải nói, người khác gửi cho ta, ta cũng không rõ ràng lắm. Hồ Đồ A, người vì cái gì không trước cùng ta thương lượng một chút, liền không thể nhiều động đầu óc, như thế mơ màng hồ đồ mà bị người đương thương xử. Ba, chuyện này cùng ngài không quan hệ, có bất luận cái gì trách nhiệm ta chính mình gánh vác. Người gánh vác đến khởi sao, người lấy vi là Hứa Thuần Lương làm Uông gia ném mặt mũi. Nếu ngươi không cho hấp thụ ánh sáng chuyện này, Uông gia khẳng định là muốn điệu thấp xử lý, ngươi lấy vi Kiều gia là như vậy dễ chọc. Ngươi a, không nên dây vào cái này đại phiền toái a. Hoàng Quảng Đào trong lòng phi thường minh bạch, nhị tử trong tay này phân tài liệu 89 phần 10 là Nhạc Tinh tập đoàn cung cấp cho hắn, Nhạc Tinh tập đoàn ở Đông Châu ích lợi bị nhục, bọn họ này tay chơi xinh đẹp a, một phương diện thông qua chính mình thân thủ đem tài liệu giao cho Uông Kiến Minh. Đồng thời lại đem tài liệu cung cấp cấp cùng Hứa Thuần Lương kết hạ mối thủ truyền kiếp nhi tử, Uông Kiến Minh 89 phần 10 sẽ nhận vì tài liệu là từ chính mình trong tay tiết lộ đi ra ngoài. Kiều Như Long gần nhất người ở Đông Châu, hắn cũng biết được chuyện này, tuy rằng tin tức thực mau đã bị triệt hạ, ở trong xã hội vẫn chưa khiến cho quá lớn dư luận gió lốc, nhưng là ở thể chế nội đã mọi người đều biết. Bỏ ban công cái kia khẳng định là Hứa Thuần Lương, đứng ở ban công bên kia chính là chính mình muội muội Mai Như Tuyết. Kiều Như Long nhìn đến tin tức phản ứng đầu tiên chính là xong rồi, cái này lão Kiều ra mặt nhưng không chỗ ngồi gác, hắn trước tiên liên hệ đại bá Kiều Sa Giang, đại bá rốt cuộc phụ trách quá Bình Hải tuyên truyền công tác, hiện tại mặc dù đi hội nghị hiệp thương chính trị, một thân mạch còn ở, hy vọng đại bá ra tay đem bất lương ảnh hưởng cấp khống chế được. Kiều Sa Giang nói cho Kiều Như Long, trước mắt tới nói cái này tin tức ảnh hưởng phạm vi cũng không lớn, hẳn là Uông Kiến Minh kịp thời ra tay tiến hành rồi khống chế, chuyện này đề cập đến Kiều, Uông hai nhà thể diện. Tuy rằng là Mai Như Tuyết làm sai, nhưng truyền ra đi đối hai nhà người cũng chưa cái gì chỗ tốt. Kiều Như Long nhắc nhở đại bá ngàn vạn không thể thiếu cảnh giác, nếu có cái gì gió thổi cỏ lay nhất định phải kịp thời xử lý. Kiều Sa Giang cũng không phải thiếu cảnh giác, dựa theo thường lui tới lệ thường, tin tức truyền thông đối đãi như vậy tin tức đều sẽ áp dụng thận chi lại thận thái độ, rốt cuộc đề cập đến hai người đều là thể chế nội tuổi trẻ cán bộ, sự tình nháo đại, không chỉ là cá nhân danh dự vấn đề. Còn sẽ làm quần chúng nghi ngờ tương quan bộ môn công tín lực, huống chi lần này rèm pha còn đề cập đến Kiều Uông hai nhà, ở phía chính phủ thanh minh phát xong phía trước, ai cũng không dám dễ dàng đưa tin. Đến nỗi trước hết phát biểu truyền thông môi cao cùng một ít chuyển phát công chúng tài khoản, đã ở trước tiên ban cho Phong Hào xử lý. Kiều Như Long cùng đại bá câu thông lúc sau, xác định chuyện này ảnh hưởng vẫn chưa mở rộng, mới vừa rồi thoáng yên lòng, hắn làm đại bá tạm thời đừng đem chuyện này nói cho Gia Gia, Gia Gia gần nhất thân thể không tốt. Vạn nhất khí ra cái tốt xấu liền phiền toái. Kiều Như Long vẫn là niệm huynh muội chi tình, tuy rằng Mai Như Tuyết cùng Uông Kiến Thành đính hôn hắn không có ra mặt hỗ trợ nói chuyện, nhưng đó là nhân vì hắn biết sinh ở Kiều gia, bọn họ vận mệnh không phải do chính mình khống chế, hắn liền chính mình hôn nhân đều không thể làm chủ, lại bằng cái gì đối muội muội hôn nhân nói không, nhưng hiện tại không giống nhau, phát sinh như thế đại sự tình, Mai Như Tuyết đã chịu dư luận áp lực khẳng định chưa từng có cường đại, liền sợ nàng luẩn quẩn trong lòng làm việc ngốc. Kiều Như Long đánh cấp Mai Như Tuyết mấy cái điện thoại nàng cũng chưa tiếp, phát tin tức cũng không hồi, liên hệ nàng công tác đơn vị, nghe nói Mai Như Tuyết bị bệnh, thỉnh nghỉ bệnh, từ ngày hôm qua liền không đi làm. Kiều Như Long trực tiếp đi vào Mai Như Tuyết ở Đông Châu chỗ ở, ấn nửa ngày chuông cửa, cửa phòng mới vừa rồi mở ra. Mai Như Tuyết mở cửa làm hắn tiến vào, ca, ngươi như thế nào tới? Kiều Như Long xem nàng khuôn mặt tiều tụy, tuy rằng mặt mang tươi cười, rõ ràng cũng là miễn cưỡng cười vui. Chứng minh nàng tố chất tâm lý vẫn là tương đương cường đại, đổi thành giống nhau nữ hài tử, chỉ sợ đã sớm hỏng mất. Kiều Như Long nói, ta lại đây nhìn xem ngươi, hắn muốn đi đổi giày. Mai Như Tuyết nói, không cần, ngươi vào đi. Kiều Như Long nhìn thoáng qua sạch sẽ trong nhà, vẫn là thay đổi giày, kỳ thật từ Mai Như Tuyết quyết định hồi Đông Châu khởi, hắn liền đoán được muội muội đối Hứa Thuần Lương khẳng định dư tình chưa dứt, hiện tại quả thực đã xảy ra chuyện. Tiểu Tuyết, ta mới vừa đi ngươi đơn vị. Nghe nói người bị bệnh, muốn hay không đi bệnh viện, ta đưa ngươi. Mai Như Tuyết nói, không cần, người uống trà vẫn là cà phê. Cà phê, đừng thêm đường. Mai Như Tuyết dùng cà phê cơ hiện ma một ly cà phê đưa đến hắn trong tay, Kiều Như Long tiếp nhận, nghe nói, thơm quá, này cà phê đậu không tồi. Mai Như Tuyết nói, này cà phê đậu là mấy ngày trước Thanh Nhã tỷ lại đây thời điểm tặng cho ta. Kiều Như Long sửng sốt một chút. Vẫn là uống lên khẩu cà phê đặt ở trước mặt trên bàn trà, Tiểu Tuyết, ta nghe nói một ít lời đồn đãi. Mai Như Tuyết nói, ta hiện tại không nghĩ nói chuyện này. Kiều Như Long nhấp nhấp miệng,
gật gật đầu nói, hảo kia. Ngươi có cái gì tính toán? Ta ý tứ là, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ địa phương sao? Mai Như Tuyết nói, ta tạm thời còn không có tưởng hảo, bất quá. Nàng chỉ ban công trên bàn nhỏ notebook, ta đang ở viết từ chức báo cáo. Kiều Như Long trong lòng thầm mắng, Hứa Thuần Lương a Hứa Thuần Lương, ngươi thật là hại người rất nặng, chúng ta Kiều gia lần này bị ngươi hại thảm, sự tình đã tới rồi hiện tại loại tình trạng này, hắn cũng không hảo oán giận muội muội, nam nữ hoan ái, nhân chi thường tình, chính hắn ở phương diện này làm liền không có gì đặc biệt, cũng không tư cách giáo huấn muội muội. Kiều Như Long nói, ta tính toán đi gặp một chút Kiến Minh ca. Mai Như Tuyết lắc lắc đầu, không cần. Kiều Như Long nói, không chỉ là nhân vi ngươi. Mai Như Tuyết đương nhiên rõ ràng hắn không phải nhân vi chính mình, nếu hắn chân chính quan tâm chính mình, ở Uông Chính Đạo bức bách nàng gả cho Uông Kiến Thành thời điểm liền nên ra mặt, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có vi chính mình xuất đầu, thậm chí liền quan tâm nói đều không có, hiện tại lại đây cũng không phải xuất phát từ thân tình quan tâm, mà là lo lắng cho mình cùng Hứa Thuần Lương tai tiếng tổn thương Kiều ra mặt mũi. Lúc này chuông cửa vang lên, Mai Như Tuyết đứng dậy đi mở cửa, từ chuông cửa video nhìn thấy cư nhiên là Hứa Thuần Lương đứng ở bên ngoài. Nàng có chút không biết làm sao, loại này dư luận xôn xao thời điểm, thứ này cư nhiên dám đến chính mình ra, hắn thật là không chê sự đại. Mai Như Tuyết nhưng không nghĩ hắn cùng đại ca chạm mặt, Kiều Như Long tựa hồ lòng có sở cảm, theo lại đây, nhìn đến chuông cửa video trên màn hình Hứa Thuần Lương, hắn oán hận gật gật đầu nói, như thế nào không mở cửa a? Mai Như Tuyết trong lòng thầm than, đã cái dạng này, mặc cho số phận đi, nàng đem cửa phòng mở ra. Hứa Thuần Lương nhìn đến bọn họ huynh muội hai người đồng thời xuất hiện ở chính mình trước mặt cũng là ngẩn ra, bất quá hắn lập tức liền phản ứng lại đây, cười nói, Kiều Tổng cũng ở a, ta tìm Mai thư ký có điểm việc nhỏ. Kiều Như Long mạnh mẽ ngăn chặn trong lòng lửa giận, hai con mắt gắt gao nhìn thẳng Hứa Thuần Lương, hận không thể đem hắn cấp ăn. Mai Như Tuyết nói, nếu là công sự nói, vẫn là chờ đi làm lúc sau lại nói. Hứa Thuần Lương nói, ta còn là đi vào nói đi. Hắn chút nào không sợ Kiều Như Long truyền lại tới áp lực, đổi giày đi tới phòng nội, ngửi được cà phê hương khí, này cà phê thơm quá a, cho ta cũng tới một ly. Mai Như Tuyết nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn đại ca, sợ chính mình đi ma cà phê thời điểm, này hai người đánh lên tới. Kiều Như Long nói, chạy nhanh đi thôi. Mai Như Tuyết đành phải đi. Hứa Thuần Lương hướng Kiều Như Long cười nói, Kiều Tổng cái gì thời điểm tới Đông Châu? Kiều Như Long nói, có mấy ngày rồi. Nghe nói rất nhiều về chuyện của ngươi. Hứa Thuần Lương nói, chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Ngươi cảm thấy đâu? Hứa Thuần Lương nói, đồn đãi không thể tin. Kiều Như Long nhìn Hứa Thuần Lương nói, ngươi cùng Tiểu Tuyết mấy ngày hôm trước cùng đi hoàn thành khảo sát. Hứa Thuần Lương gật gật đầu, không sai, chúng ta còn ở tại cách vách phòng. Dù sao cũng không phải cái gì bí mật, cùng với chờ đối phương hỏi còn không bằng chính mình chủ động nói. Kiều Như Long trong lòng thầm mắng. Ngươi thật đúng là mặt dày vô sỉ, hắn đang muốn phát tác. Mai Như Tuyết bưng một ly vừa mới làm tốt cà phê kịp thời đã trở lại, nàng sợ hai người phát sinh xung đột. Kiều Như Long lặng lẽ lưu ý bọn họ lẫn nhau giao hội ánh mắt, nếu nói bọn họ chi gian không có tỉnh tố, hắn có thể đem chính mình này đôi mắt cấp đào ra. Hứa Thuần Lương tiếp nhận cà phê, cảm ơn. Mai Như Tuyết ở đại ca bên người ngồi xuống, giả bộ dường như không có việc gì bộ dáng, ngươi tìm ta có việc. Hứa Thuần Lương gật gật đầu nói, chủ yếu là muốn giáp mặt hướng ngươi xin lỗi, nhân vì ta cá nhân duyên cớ, gần nhất xuất hiện một ít về ngươi cùng ta chi gian lời đồn, ta phi thường xin lỗi cho ngươi mang đến như vậy đại bối rối cùng phiền toái. Mai Như Tuyết Tâm nói ngươi còn trang, đó là lời đồn sao? Đều bị người chụp đến ngươi từ ban công bỏ đến ta trong phòng, còn có chúng ta hai người chung sống một chiếc xe ảnh chụp, đừng nhìn Mai Như Tuyết mặt ngoài trấn định, kỳ thật nàng trong lòng phi thường thấp thỏm. Vạn nhất còn có cái gì càng tư mật cảnh tượng bị chụp đến liền phiền toái. Kiều Như Long nói, xin lỗi liền xong rồi, ngươi có biết hay không bên ngoài ở truyền cái gì? Hứa Thuần Lương nói, thanh giả tự thanh, ta cùng Mai thư ký là trong sạch. Mai Như Tuyết trợn mắt há hốc mồm, thứ này nói dối đều không mang theo mặt đỏ, loại này lời nói nàng vô luận như thế nào đều không có tự tin nói ra. Kiều Như Long trong lòng một chút đều không tin. Mà khi muội muội mặt tổng không thể nói ngươi đặc sao lời nói dối hết bài này đến bài khác, Hứa Thuần Lương a Hứa Thuần Lương, ngươi có thể có liêm sỉ một chút không? Hứa Thuần Lương nói, Mai thư ký, ngươi yên tâm, chuyện này căn nguyên là Hoàng Văn Hải đối ta cá nhân trả đũa, một mình ta làm việc một người đương, tới ngươi nơi này phía trước, ta đã hướng tổ chức thượng thuyết minh tình huống. Kiều Như Long nói, cái gì tình huống? Hứa Thuần Lương nói, Kiều Tổng, chúng ta công tác thượng sự tình ngươi cũng đừng hỏi.
À, Kiều Như Long há to miệng, công tác thượng sự tình. Không phải phát sinh ở khách sạn sao? Hứa Thuần Lương nói, Uông thư ký bên kia ta cũng đã tiến hành rồi tình huống thuyết minh, đạt được hắn thông cảm. Kiều Như Long cùng Mai Như Tuyết liếc mắt nhìn nhau, hai người đều đem tin đem nghi, Uông Kiến Minh sẽ tin tưởng Hứa Thuần Lương giải thích. Hứa Thuần Lương bao lớn mặt mũi. Hứa Thuần Lương cư nhiên an ủi nổi lên Mai Như Tuyết, người yên tâm, thực mau tổ chức thượng liền sẽ còn cho người ta một cái trong sạch. Uông Kiến Minh như thế nào đều không thể tưởng được thúc thúc sẽ chuyên môn vì chuyện này lại đây tìm chính mình. Uông Chính Đạo lần này lại đây là nhận lời Thuần Lương yêu cầu, lần này sóng gió không nhỏ, hắn vốn dĩ vì giải trừ nhi tử cùng tư sinh nữ hôn ước liền có thể hoãn một hơi, lại không thể tưởng được Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết liên thủ cho hắn thả một viên lôi. Uông Chính Đạo đối Hứa Thuần Lương tin tức không quan tâm, nhưng hắn đối chính mình khuê nữ Mai Như Tuyết tin tức hiện tại là phá lệ để bụng, nhìn đến về hai người bọn họ tin tức, Uông Chính Đạo liền biết muốn chuyện xấu, sự tình quan hai nhà thể diện, Uông Kiến Minh khẳng định nuốt không dưới khẩu khí này, hắn như thế nào đối phó Hứa Thuần Lương đều không liên quan chính mình sự tình, nhưng hắn nếu là ra tay đối phó Mai Như Tuyết khó mà làm được. Ở Uông Chính Đạo xem ra, chính mình đã thua thiệt nữ nhi quá nhiều, về sau đến tìm mọi cách tiến hành bồi thường. Quyết không thể làm nàng lại chịu đinh điểm ủy khuất, cho dù là chính mình thân cháu trai đều không được. Uông Kiến Minh lấy Vi Thúc Thúc là tới tìm chính mình muốn nói pháp, an ủi hắn nói, Thúc Thúc, ta hiện tại biết ngài vì cái gì muốn giải trừ hôn ước, người yên tâm, ta không tha cho bọn họ. Uông Chính Đạo thở dài nói, người hồ đồ a, ta làm Kiến Thành cùng Tiểu Tuyết giải trừ hôn ước cùng chuyện này không có bất luận cái gì quan hệ, người không cần bị người có tâm cấp lợi dụng. Uông Kiến Minh nghe vậy ngẩn ra, cái gì ý tứ? Uông Chính Đạo cười khổ nói, là Kiến Thành không muốn kết hôn, Mai Như Tuyết cũng không có làm sai cái gì, bọn họ giải trừ hôn ước cùng những người khác không có quan hệ, ngươi theo như lời những cái đó tin tức, ta cũng tìm tới xem qua, căn bản là thuyết minh không được vấn đề, là có người cố ý hướng Mai Như Tuyết trên người bát nước bẩn, chế tạo loại này tin tức làm chúng ta Uông ra trên mặt khó coi, nếu chúng ta thật sự liền chúng người khác bẫy dập. Uông Kiến Minh có chút không thể tin tưởng, nhị thúc khi nào trở nên như thế rộng lượng. Nhưng Hứa Thuần Lương bỏ đến Mai Như Tuyết phòng ban công tổng không phải giả. Uông Kiến Minh bổn không nghĩ nói, nhưng video bãi tại nơi đó, bọn họ Uông gia cần thiết muốn đối mặt cái này nan kham sự thật. Uông Kiến Minh hoài nghi Thúc Thúc sở dĩ quyết định giải trừ hôn ước chính là nhân vi hiểu rõ Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết tư tình. Loại này thủ đoạn thương trường thượng quá nhiều, lấy ra đoạn ngắn, sâu ông nó cắm cằm bà kia, di hoa tiếp mộc, Hứa Thuần Lương vi người như thế nào ta không rõ ràng lắm. Nhưng Mai Như Tuyết vì người ta nhiều ít vẫn là rõ ràng, nếu không phải đem nàng điều tra rành mạch, ta cũng sẽ không làm Kiến Thành hướng nàng cầu hôn, nàng ở nhân phẩm phương diện sẽ không có bất luận vấn đề gì. Uông Chính Đạo kỳ thật là ở dẫn đường Uông Kiến Minh, dạy hắn như thế nào xử lý lần này nguy cơ phương pháp. Uông Kiến Minh tâm nói, ngài qua đi cũng không phải là nói như vậy, thấp giọng nói, mọi việc đều có ngoại lệ, rốt cuộc bọn họ qua đi từng có một đoạn tình. Uông Chính Đạo ha hả cười một tiếng nói. Người A, nếu ra tay đối phó Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết, kia vừa vặn trúng kế, hiện tại muốn nhìn chúng ta hai nhà chê cười người không biết có bao nhiêu, người không cảm thấy chuyện này tới thực xảo. Có chút đồ vật đã sớm bị người nắm giữ, vì cái gì tuyển ở ngay lúc này cấp tuôn ra tới. Uông Kiến Minh không nói chuyện, vứt bỏ Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết hay không có tư tình không nói chuyện, chuyện này bùng nổ sau lưng khẳng định có người ở kế hoạch. Ta cảm thấy cùng ta quyết định rút khỏi Trung Hàn sản nghiệp viên hạng mục có quan hệ. Có người là muốn lợi dụng lần này sự kiện cho ta một cái nan kham, cấp Uông ra một cái nan kham. Uông Kiến Minh nói, ngài ý tứ là Nhạc Tinh tập đoàn. Uông Chính Đạo móc ra một chi yên bậc lửa, chiều điếu thuốc nói, nơi này thủy rất sâu, ta sở dĩ quyết định hủy bỏ việc hôn nhân này, chính là không muốn cùng Kiều gia sinh ra ngăn cách, không nghĩ làm cho bọn họ nhận vi ta nhân vi Kiến Thành sự tình giận chó đánh mèo với bọn họ. Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, rõ ràng có người không nghĩ làm chúng ta hai nhà hảo quá. Uông Kiến Minh gật gật đầu, kỳ thật hắn ở trước tiên khống chế ảnh hưởng, chính là nhân vi hắn rõ ràng chuyện này nếu ảnh hưởng khuếch đại, đối hai nhà đều không có bất luận cái gì chỗ tốt, hắn khiêm tốn thỉnh giáo nói, Thúc Thúc, ngài cảm thấy ta hẳn là như thế nào xử lý. Uông Chính Đạo nheo lại hai mắt, ta tìm chuyên gia nghiên cứu những cái đó cái gọi là ảnh chụp cùng video, người vi xử lý dấu vết phi thường rõ ràng, cho hấp thụ ánh sáng chuyện này người bụng dạ khó lường, cố ý bôi đen thể chế nội nhân viên công tác. Kỳ thật đây cũng là Uông Kiến Minh giải quyết dự án chi nhất, chỉ là bị Thúc Thúc nói ra, Uông Kiến Minh phi thường rõ ràng những cái đó bị cho hấp thụ ánh sáng tài liệu đều là chân thật có thể tin, nhưng là hắn cần thiết làm ra tối ưu lựa chọn. Uông Kiến Minh nói, chiếu ngài cách nói, Mai Như Tuyết cùng Hứa Thuần Lương hai người bọn họ còn chịu ủy khuất.
Uông Chính Đạo mỉm cười nói, muốn có được cái nhìn đại cục, phải làm được nên bảo bảo, nên vứt bỏ kiên quyết vứt bỏ, dù sao ta ở bất luận cái gì thời điểm đều sẽ đem gia tộc ích lợi đặt ở đệ nhất vị. Uông Kiến Minh bỗng nhiên phát hiện thúc thúc gần nhất trở nên rộng rãi, có thể là hắn cuối cùng tiếp nhận rồi đường đệ tàn tật hiện thực, từ cực đoan cảm xúc chung giải thoát ra tới. Hoàng Văn Hải bị thị cục từ công ty trực tiếp mang đi, Hoàng Quảng Đào được đến tin tức thời điểm, nhi tử đã bị khống chế đi lên, Uông Kiến Minh trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, liền tiếp đón cũng chưa cùng hắn đánh. Hoàng Quảng Đào phi thường rõ ràng chuyện này vì sao dựng lên, hắn trước tiên đi gặp Uông Kiến Minh. Uông Kiến Sáng Mai liền đoán trước đến hắn sẽ đến, không đợi hắn nói chuyện liền mỉm cười nói, Quảng Đào đồng chí tới, Vi Văn Hải sự tình đi. Ta cũng là mới vừa nghe nói cảnh sát đem hắn cấp mang đi, người nói bọn họ cũng thật là, liền tiếp đón đều không đánh liền đem người cấp khấu, tuy rằng là việc công xử theo phép công, thật có chút mặt mũi vẫn là muốn bận tâm. Hoàng Quảng Đào trong lòng thầm than, Uông Kiến Minh à Uông Kiến Minh, ngươi cũng đừng cùng ta ở chỗ này diễn kịch, ngươi không dưới mệnh lệnh, ai dám đụng đến ta nhi tử. Hoàng Quảng Đào nói, ta cũng không biết sốt cuộc chuyện như thế nào. Văn Hải kia hài tử tuy rằng vẫn luôn có chút hỗn không tiếc, nhưng hắn từ trước đến nay tuân kỷ thủ pháp a, trái pháp luật sự tình hắn cũng không dám làm. Thái độ của hắn cũng thực minh xác, ta nhi tử hỗn chứng ta biết, nhưng là ta nhi tử không phạm pháp. Uông Kiến Minh nói, Quảng Đào đồng chí, lần này là tỉnh trực tiếp hạ mệnh lệnh, không phải bắt người, mà là tìm hắn hiểu biết tình huống, Internet không có bí mật, nghe nói, chính là Văn Hải hướng truyền thông công bố Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết một ít mặt trái tin tức. Hoàng Quảng Đào nói, Uông thư ký, ta có thể bảo đảm, ta lần trước cho ngươi tư liệu không có hướng bất kỳ ai lộ ra quá. Uông Kiến Minh nói, này cũng không quan trọng, mấu chốt là những cái đó tư liệu có phải hay không thật sự. Hoàng Quảng Đào tức khắc minh bạch, Uông Kiến Minh là muốn phủ định những cái đó tài liệu chân thật tính, cái này phiền toái, nhi tử bịa đặt tin đồn làm không hảo sẽ xúc phạm phỉ báng tội, hắn đôi tay đỡ bàn làm việc nói, Uông thư ký, ta phỏng chừng Văn Hải là bị người lợi dụng. Uông Kiến Minh nói, Quảng Đào đồng chí, người đừng vội, phải tin tưởng công an cơ quan phá án năng lực, nhất định sẽ không oan uổng Văn Hải. Hoàng Quảng Đào đáy lòng phát mau, Uông Kiến Minh ngươi quá độc ác, đây là muốn đem ta nhi tử đưa vào đi sao? Ta cùng ngươi nhập gánh tử tới nay, đủ điệu thấp, đủ cho ngươi mặt mũi, ngươi vì che giấu Uông gia rèm pha không tiếc lấy ta nhi tử khai đao, cũng quá vô tình đi. Uông Kiến Minh nói, ngươi trước ngồi, ta hỏi một chút tình huống. Hoàng Quảng Đào ở điểm này làm được tương đối hảo, hắn đến nay không có tìm cục công an hỏi qua nhi tử tình huống, không đến bất đắc dĩ trạng huống hạ. Hắn là không dám cùng Uông Kiến Minh xé rách ra mặt, Uông Kiến Minh bối cảnh hắn quá rõ ràng, hắn căn bản đấu không lại nhân ra. Uông Kiến Minh hướng cục công an gọi điện thoại, mở ra loa, hắn không sợ Hoàng Quảng Đào nghe, cố ý làm hắn nghe. Hoàng Quảng Đào một bên nghe, công an cơ quan bên kia giám định kết quả đã ra tới, chứng thực Hoàng Văn Hải cung cấp video cùng hình ảnh nội dung tồn tại cắt nối biên tập thành phần, Hoàng Văn Hải cũng đã thừa nhận là hắn ở công cộng network platform tuyên bố chưa kinh chứng thực tin tức. Uông Kiến Minh treo lên điện thoại, thở dài nói, người trẻ tuổi vẫn là không đủ thành thục, gặp được loại chuyện này, đầu tiên hẳn là đem tài liệu đưa cho kiểm tra kỷ luật bộ môn, ít nhất cũng muốn trước hỏi ý một chút ngươi, như thế nào có thể ở không có thẩm tra tài liệu thật ngụy dưới tình huống trực tiếp tuyên bố ở công chúng ngôi cao đâu. Hắn lấy vì chính mình làm thực thông minh, nặc danh tuyên bố, nhưng hiện tại khoa học kỹ thuật, người chỉ cần lưu lại dấu vết để lại liền không chỗ nào che giấu. Hoàng Quảng Đào mặt vô biểu tình. Chuyện này nhi tử đích xác quá xúc động, nhưng là những cái đó tài liệu khẳng định là thật sự, nhưng dù vậy, hắn cũng không thể cãi cọ, thở dài nói, Uông thư ký, ta mặc kệ, chuyện này nên như thế nào xử lý liền như thế nào xử lý, nhất định phải cho hắn một cái khác sâu giáo huấn. Uông Kiến Minh nói, người trẻ tuổi quá xúc động, làm việc bất kể hậu quả, ta nghe nói, hắn cùng Hứa Thuần Lương nhân vi áo thể trung tâm nơi sân sự tình sinh ra mâu thuẫn, người a, ngày thường hẳn là nhiều quan tâm một chút hắn. Nếu kịp thời phát hiện vấn đề, kịp thời tiến hành khai thông, cũng sẽ không nháo đến bây giờ loại tình trạng này. Hoàng Quảng Đào nói, là ta đối hắn quan tâm không đủ. Uông Kiến Minh nói, nếu sự tình chỉ là đề cập đến Hứa Thuần Lương còn hảo thuyết, hắn đem Mai Như Tuyết cũng cuốn đi vào, Mai Như Tuyết xuất thân ngươi là rõ ràng, nhân ra nhưng chịu không nổi cái này ủy khuất, Kiều lão nghe nói chuyện này trực tiếp lướt qua ta tìm chúng ta Lương thư kỷ yếu cách nói. Hoàng Quảng Đào tuy rằng nghi ngờ Uông Kiến Minh lời này chân thật tính, cũng chỉ có thể thành thành thật thật nghe. Uông Kiến Minh nói, may mắn chúng ta xử lý còn tính kịp thời, nếu dư luận lên men, chỉ sợ người ta đều đến đã chịu ảnh hưởng. Hoàng Quảng Đào lúng túng nói, thật sự là ngượng ngùng, Uông thư ký, ngài không cần có cái gì băn khoăn,
nên như thế nào xử lý liền như thế nào xử lý. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 83.